Mục thần ký tập 89, tiễn tổ sư, tập 90, công pháp thống nhất, tập 91, đội quân côn trùng, tập 92. Nhận nuôi chúc các bạn xem video vui vẻ, Long Kỳ Lân uống no nước rồi nhìn về phía tần mục, còn có chút đói bụng, ta dẫn người đi chế thuốc. Tần mục mang theo con Long Kỳ Lân này đi về phía nhà kho, định mua trước một ít dược liệu luyện chế linh đan xích hỏa, mà đối diện Hồ Ngọc Long có một tên đạo nhân hướng bên này nhìn xung quanh thấy bóng lương tần mục mang theo long kỳ lân rời đi thì lẩm bẩm nói còn long sư trước cổng sơn môn là vật sống sao lại chạy đến hồ ngọc long uống nước thiếu niên kia là ai chẳng lẽ không biết nước trong hồ ngọc long là để tiến cống lên hoàng thất sao thôi chỉ cần không nhảy vào trong hồ rửa ráy là được uống mấy ngụm nước cũng không cần để ý tới khi tần mục ngang qua hoàng tử uyển thì chỉ thấy rất nhiều sĩ tử vây quanh nơi đó truyền đến từng trận gieo hò tần mục xa xa liếc mắt nhìn ngay cả sĩ tử của sĩ tử cư cũng chạy tới còn có thần thông giả của thần thông cư cũng tới không ít chen chúc trước cửa hoàng tử uyển đến mức nước, nước chảy không lọt đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm một bóng người bị đánh bay lên giữa không trung đầu hướng xuống dưới cắm trên đất một thanh âm kêu lên lại một người nợ thất bại tần mục sợ hết hồn người bị đánh cho đầu cắm xuống đất chính là một vị thế tử của hoàng tử uyển thế tử là con trai của vương gia ai dám xuống tay tàn nhẫn như vậy ta đến lĩnh giáo trong đám người truyền tới âm thanh của một cô gái tần mục đã đi xa đột nhiên lại nghe được một tiếng vang thật lớn một cô gái mặc áo xanh bay ngược ra trong tiếng răng rắc đâm xuyên qua vách tường hàm quan điện cách trước mặt hắn không ra chỉ còn sót lại một đôi chân thon dài lộ ở bên ngoài hình như là một vị quận chúa tần mục quay đầu lại nhìn về đám người kia thầm nghĩ loại chiêu pháp này có chức quen thuộc là chiến pháp của bá sơn sư huynh bá sơn tế tử sáng tạo ra tuyệt kỹ chiến pháp kết hợp chiêu thức của lưu phái chiến kỹ và pháp thuật thần thông uy lực lợi hại hơn chiến kỹ hoặc là pháp thuật đơn thuần Chính như cái cử động sáng tạo này đã làm cho bá Sơn Tế Tửu bước lên khu rừng của cường giả cấp giáo chủ, hiện nay trên tuyệt kỹ chiến pháp đời này, không ai có thể có trình độ vượt qua ông. Khuyết điểm duy nhất của tuyệt kỹ chiến pháp chính là chiêu pháp không đa dạng, linh hoạt như chiến kỹ hoặc là pháp thuật đơn thuần. Đây cũng là nguyên nhân mà tuy bá Sơn Tế Tửu đạt đến độ cao cường giả cấp giáo chủ lại không thể tiến thêm một bước nữa. Lẽ nào là dục tú muội Sao nàng lại đánh nhau với Thế Tử, quận chúa? Long Kỳ lên đói bụng đến nỗi bước chân phù phiếm, cái bụng sẹp lép, tần mục kiềm chế kích động lại xem cuộc chiến tiếp tục đi về nhà kho mua dược liệu dược sư nhà kho đưa dược liệu cho hắn lúc này mới nhìn thấy con quái vật khổng lồ sau lưng tần mục kia không khỏi trợn tròn mắt tần mục mang theo long kỳ lân trở về đường cũ dọc đường liền phân tích ra dược lực của dược liệu luyện thành một lô linh đan xích hỏa long kỳ lân vội vã ăn một lô linh đan chưa no lại trơ mắt nhìn hắn tần mục đành phải luyện thêm một lô cuối cùng cũng coi như cho con quái vật khổng lồ này ăn no tinh thần long kỳ lân phấn chấn đi theo bên cạnh hắn cười làm lành nói, sau này có chuyện gì thì chỉ cần nói một tiếng, ta rất có năng lực đánh đấm. Tần mục lắc đầu, đi về phía hoàng tử uyển, hồ linh nhi cười lạnh nói, ngay cả con bò cũng không dám đánh, ngươi còn dám nói mình có năng lực đánh nhau. Long kỳ lân lập tức uể oải suy sụp, trước hoàng tử uyển vẫn là người ta tấp nập, người càng nhiều hơn, chỉ nghe có sĩ tử nói, hoàng tử uyển vẫn chưa có người nào có thể đánh bại nàng sao. Từ khi thất công chúa ra ngoài rèn luyện trở về, như là thay đổi thành người khác vậy, bản lĩnh tiến bộ nhanh chóng kết hợp pháp thuật và chiến kỹ thêm vào cửu long đế vương công của hoàng gia trên căn bản thất công chúa có thể quét ngang hoàng tử quyền không biết nàng có đi sĩ tử cư và thần thông cư ngăn cửa không đây thần thông cư không dám nói thế nhưng sĩ tử cư chỉ sợ là không được dù sao bên trong sĩ tử cư còn có tên ma đầu kia đúng đã ba tháng rồi chưa thấy tên ma đầu kia quá nửa là chết ở bên ngoài cũng coi như là diệt trừ một mối họa lớn cho sĩ tử cư ta bản lĩnh của ma đầu này chưa chắc có thể thắng được thất công chúa tránh ra đều tránh ra rất nhiều sĩ tử chỉ cảm thấy phía sau truyền đến từng trận rối loạn, quay đầu nhìn lại, ánh mắt không khỏi đờ đẫn, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ nửa rồng nửa kỳ lân di chuyển thân thể, đẩy sĩ tử chặn đường qua một bên. Có vài sĩ tử bị con long kỳ lân này chen một cái liền đứng không vững, bị chấn động đến mức từ trong đám người bay ra ngoài. Con quái vật khổng lồ này chen tách mọi người, một đường đẩy đến trước cửa hoàng tử uyển, chen ra một con đường, khiến cho một đám sĩ tử ngơ ngác rồi bất giác sinh lòng sợ hãi. Mặc dù là hoàng tộc bên trong hoàng tử uyển biết nhiều hiểu rộng nhưng khi thấy con long kỳ lân uy phong lẫm liệt này cũng không khỏi trốn mắt không rời ánh mắt sang chỗ khác được long kỳ lân quơ quơ thân thể rung rung bộ lông quay đầu lại cười làm lành nói công tử những tên không có mắt này đã nhầm ra một con đường xin mời công tử vào tần mục cất bước đi tới trước cửa hoàng tử uyển trách nói quá lộ liễu quá lộ liễu rồi sau này không được như vậy mấy vị sư huynh sư tỷ đắc tội rồi đắc tội rồi vẻ mặt mọi người cứng ngắc tần mục nhìn vào trong hoàng tử uyển chỉ thấy linh dục tú tự phong ngũ rượu thần tàng đang đánh nhau với thế tử mẫn nguyệt thế tử mẫn nguyệt là một vị sĩ tử khác được bá sơn Thế tử chọn hai người đánh nhau không được mấy chiêu thì thế tử mẫn nguyệt liền chống không lại lực bộc phát kinh người kia của linh dục tú bị đánh bay ra ngoài linh dục tú giải khai ngũ rượu thần tàng cửu long quay quanh trước mặt sau lưng trông thật là oai hùng hiên ngang tinh thần phấn chấn tần mục thầm khen một tiếng linh dục tú trải qua hành trình lâu lan hoàng kim cung thực lực tu vi tiến bộ quả thực nhanh chóng thời gian ba tháng này nàng liền hình thành ưu thế nghiền ép những sứ tử khác đương nhiên sau khi nàng chắn cửa ở hoàng kim cung thì lại trải qua cần tu khổ luyện tu luyện cửu long đế vương công đến trình độ càng thêm tinh thâm bù đắp nhược điểm căn cơ không vững của chính mình bà sơn tế tử dựa theo tài năng mà dạy khác với những gì mấy quốc tử dám trong thái học viện truyền thụ chuyên môn nhằm vào nhược điểm của linh dục tú để bồi dưỡng nàng cuối cùng làm cho nàng thu được không gian phát triển lớn lao tuy nhiên tần mục nhìn thấy hoàng tử uyển cũng đã bị vị công chúa này hủy đi gần nửa không biết học ai mà bạo lực như vậy chăn bò linh dục tú nhìn thấy tần mục mắt to sáng lên phất phất tay với đám con cháu hoàng gia trong hoàng tử uyển cười nói hôm nay không đánh nữa ngày khác lại phân thắng vậy dứt lời đi về phía tần mục tần mục khen dục tú muội hơn tháng không gặp bản lãnh của ngươi càng ngày càng lợi hại linh dục tú có chút oán giận mấy ngày nay ngươi đi đâu để ta vô cùng lo lắng nàng vội vã bổ sung bá sơn lão sư cũng rất lo lắng cho ngươi không biết đại tế ti từ quan đi rồi đại tế ti mới tới không phải là bá sơn tế tử là cái người bị phong ấn trong băng được ta và tần tiểu tướng quân cứu ra từ long cung dũng giang trong đại khư kia người bị băng phong tần mục khẽ nhúc nhích trong lòng lẽ nào là cố linh noãn linh dục tôi thấy nơi này người ta vẫn tấp nập như trước đều đang nhìn bọn họ dù sao thì ra mặt nàng vẫn còn mỏng thấp giọng nói ở đây nhiều người chúng ta vào phòng ta nói chuyện tần mục gật đầu đi theo nàng hai người đi vào bên trong hoàng tử uyển đột nhiên bóng người lấp lóe bên cạnh bọn họ xuất hiện một thanh niên trẻ phong thần tuấn lãng trầm mặt nói thất muội phòng của con gái sao có thể tùy tiện để đàn ông tiến vào hay là đi vào phòng ta thôi sắc mặt linh dục tú ửng đỏ thấp giọng vâng dạ mặt linh ngọc thư đen lại nói tần sĩ tử mời tần mục buồn bực không biết mình đắc tội với vị hoàng tử này chỗ nào ánh mắt nhìn mình giống như là muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ đi tới nơi ở của linh ngọc thư trong hoàng tử uyển chỉ thấy nơi này được bố trí tựa như là một khu trồng cây cảnh của giang nam rất là nhã trí tuy hòn non bộ không cao nhưng có nước chảy róc rách hoa viên không to lớn như giường nhưng cũng có đường mòn quanh co thông thoáng yên tĩnh tốt hơn sĩ tử cư không biết bao nhiêu lần nơi này như là một hoàng cung nhỏ còn có cung nữ tới lui qua lại ân cần hầu hạ đa số những cung nữ này đều là thần thông giả không chỉ lớn lên đẹp đẽ mà thực lực cũng rất mạnh linh ngọc thư dẫn bọn họ đến dưới lương đình phong cảnh không tồi địa thế trống trải có cung nữ nâng lư hương tiến lên phía trước đặt bên cạnh đình cắm nhang nhen lửa đốt lên khói hương tỏa mùi thơm lượn lờ lại có tiếng đàn từ đâu truyền đến tiếng đàn này chậm chậm âm luật dài lâu như là hai ông lão đang chậm rãi chơi cờ vậy cách một đoạn thời gian mới phát ra một hai âm điệu khiến lòng người ta rất dễ dàng yên tĩnh lại nhị hoàng tử thật là nhã hứng không ít tần mục thở dài nói sắc mặt linh ngọc thư thoáng dịu lại nói thất muội đi tới tái ngoại còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của tần tiến sĩ những ngày qua thất muội đã nói chuyện các ngươi gặp phải ở lâu lan hoàng kim cung rồi biết ngươi nhiều lần cứu giúp em ta trong lòng ngọc thư vô cùng cảm kích linh dục tú cười nói chăn bò rất lợi hại ta còn tưởng rằng hắn chết rồi làm hại ta khóc một hồi trước mặt vu sĩ của hoàng kim cung khóe mắt linh ngọc thư run lên khóc một hồi chuyện này nàng chưa nói qua không có chuyện gì chỉ là tình nghĩa cùng trường trước đây một con mèo của cô em gái ta nuôi bị chết nàng cũng khóc một hồi linh ngọc thư thầm nghĩ chúng ta còn gặp được hai vị trưởng bối của chăn bò hai vị trưởng bối kia khen ta hiểu chuyện rất hài lòng về ta linh dục tú cười nói khóe mắt linh ngọc thư lại run lên đã gặp trưởng bối chuyện này thất muội cũng chưa từng nói qua linh dục tú hưng phấn nói nhị ca bá sơn tế tử quả thực lợi hại lần này mang chúng ta ra ngoài thực lực của ta liền tiến rất xa người cũng nhìn thấy nếu như bá sơn tế tử có thể mang ta và chăn bò xa nhà thêm mấy chuyến nữa người cũng không đánh lại ta linh ngọc thư lắc đầu nói ta nghe được lần sau bá sơn tế tử xa nhà sẽ mang mấy vị sĩ tử được chọn khác linh dục tú có chút thất vọng linh ngọc thư nhìn về phía tần mục nói Phụ Hoàng bổ nhiệm Cố Ly Noãn làm Đại tế ti, nghe nói người có ân oán với Cố Ly Noãn, sau khi Cố Ly Noãn trở thành Đại tế ti, cũng từng hỏi qua quốc tử giám trong thái học viện về người. Linh Dục Tú cười nói: "Ta biết giữa ân oán của bọn họ, thiếu bảo kiếm của Cố Ly Noãn bị chăn bò lừa lấy, bởi vậy có chút mang hận." Linh Ngọc Thư nói: "Tần tiến sĩ tốt nhất là trả thiếu bảo kiếm lại cho Cố Ly Noãn. Người này xuất thân ma đạo, là đại tông dư bên trong ma đạo, từ trước đến giờ là kẻ bụng dạ hẹp hòi." Phụ Hoàng bổ nhiệm hắn làm Đại tế ti ta không tiện nói gì tuy nhiên lòng dạ của hắn kém quá xa đại tế ti đời trước khó bảo đảm hắn sẽ không gây khó dễ cho người ta có thể làm chủ để ngươi và hắn gặp nhau hóa giải ân oán giữa các ngươi thiết nghĩ hắn cũng nể mặt ta tần mục lắc đầu nói quy của của đại khư chúng ta là đồ vật lừa gạt được thì không phải trả lại linh ngọc thư như cười như không nói thế nhưng nơi này không phải là đại khư hắn là đại tế ti nếu muốn gây khó dễ cho ngươi mà nói thì rất dễ dàng tần mục suy nghĩ một chút nói ta nghe cố ly noãn nói hắn là thái tử thiếu bảo thái tử thiếu bảo hẳn là thầy của thái tử lúc nhỏ phải không nhị hoàng tử ngươi cảm thấy cố ly noãn sẽ để mặt ngươi linh ngọc thư hơi chấn động trong lòng tần mục tiếp tục nói nhị hoàng tử nếu hắn chịu hóa giải ân oán thì ta phá bỏ quy củ của đại khư trả thiếu bảo kiếm lại cho hắn cũng không sao tuy nhiên ta cảm thấy cho dù ta trả thiếu bảo kiếm lại cho hắn hắn cũng sẽ không nể mặt ngươi sẽ không hóa giải ân oán hơn nữa sao nhị hoàng tử không lo lắng hắn sẽ gây khó dễ cho ngươi sắc mặt linh ngọc thư âm tình bất định tần mục đã nói đúng sự lo lắng của hắn cố ly noãn là thầy dạy hoàng thái tử khi còn nhỏ hoàng thái tử lớn hơn hắn hơn nữa lại là thái tử nếu như nói đãi ngộ giữa hoàng tử và thứ dân là khác nhau một trời một vực một cái trên trời một cái dưới đất thì đãi ngộ giữa thái tử và hoàng tử cũng là như vậy một cái trên trời một cái dưới đất cố ly noãn sẽ không cho hắn mặt mũi không những sẽ không cho hắn mặt mũi còn có thể gây khó dễ cho hắn hiện giờ hắn liền có thể xác định điểm này chuyện giữa ngươi và cố ly noãn ta không hỏi nữa linh ngọc thư đã có chủ ý nói tuy nhiên chính ngươi cần phải cẩn thận cố ly noãn xử sự, sự không giống đại tế ti đời trước không có lòng dạ mưa thuận gió hòa tần mục gật đầu nói ngươi yên tâm cố ly noãn quá lắm chỉ dám gây khó dễ cho ta không dám quá đáng sắc mặt linh ngọc thư quái lạ giọng điệu này của tần mục có chút quá lớn dựa ở đâu mà hắn tự tin như vậy lẽ nào hắn và thất muội đã trong lòng hắn sinh ra liên tưởng không tốt nếu trở thành phò mã thì quả thực không cần e ngại cố ly noãn Linh Ngọc Thư trầm mặc chốc lát, nói, ta định rời Thái học viện, đi tới biên cương lãnh binh, ta là tướng quân du kỵ, có chức quan tại người, hơn nữa cũng đã đến tuổi ra ngoài mang binh, chỉ là ta lo lắng thất muội. Tần mục an ủi, nhị hoàng tử yên tâm, có ta ở đây, khóe mắt Linh Ngọc Thư run lên, thầm nghĩ, chính vì có người ta mới lo lắng, tần mục trò chuyện cùng huynh muội bọn họ chốc lát rồi đứng dậy cáo từ, nói, ta mới từ nơi khác trở về, hành lý còn chưa kịp để xuống, cần phải về sĩ tử cư trước một chuyến linh ngọc thư đưa hắn ra hoàng tử uyển trầm mặc chốc lát nói với linh dục tú tâm tính của tần tiến sĩ không giống như là thiếu niên xem sự tình rất chuẩn tương lai chắc chắn thành người tài mấy câu nói vừa nãy của hắn chúng ngay tim đen của ta linh dục tú cười khi khi nói ai nói hắn là người lớn cái gì cũng không hiểu dám nói người ta mập những người tình tứ đều không biết nói linh ngọc thư lắc lắc đầu nói sắp tới ta muốn dâng thư lên phụ hoàng rời thái học viện không làm sĩ tử nữa cố ly noãn trở thành đại tế ti chắc chắn cũng sẽ không dễ dãi với ngươi nếu ngươi không muốn tiếp tục ở lại thái học viện nữa thì không bằng theo ta đi biên quan đi linh dục tú gật đầu nói nhị ca yên tâm nếu ta không thể tiếp tục ở lại được nữa thì nhất định sẽ đến biên quan tìm ngươi tuy nhiên ta còn muốn theo bá sơn tế tử tu hành đây linh ngọc thư liếc nhìn nàng một cái quá hiểu cho vặt của nàng nhưng là không tiện nói nhiều chỉ có thể lắc lắc đầu tần mục trở lại sĩ tử cư long kỳ lân hình thể khổng lồ theo sát sau lưng cùng nhau đi tới rất nhiều sĩ tử của sĩ tử cư đều đang quan sát vô cùng ao ước vân khuyết tiến tới cười làm lành nói hồ ly tỉ tỉ ta kiếm được tiền chuộc có thể cho ta chuộc lại bộ quần áo kia hay không hồ linh nhi tiếp nhận túi tiền ánh chừng một chút gật đầu nói ngươi chờ một chút ta mang tới cho ngươi vân khuyết không ngừng cảm ơn hồ linh nhi trở về nhà lấy quần áo của hắn cao giọng nói thiếu tiền ta đều mau nhanh lấy tiền ra chuộc lại giấy nợ của các ngươi sau một chốc mấy tên sĩ tử mặt mũi giận dữ đi tới chủ lại giấy nợ hồ linh nhi rất là thỏa mãn nói lần sau các người lại bị công tử đánh bại thì ta có thể bớt cho các người tám phần trăm một tên sĩ tử lắc đầu nói tiến sĩ thái học là quan lục phẩm ai dám đánh hắn chứ hồ linh nhi ngẩn ngơ quay đầu nói với tần mục công tử tài nguyên của chúng ta đã đứt đoạn miệng ăn núi lở rồi không nơi nổi to con này rồi long kỳ lân hơi rụt đầu lại lúng túng nói mỗi ngày một thăng linh đan xích hỏa cũng được chỉ cần cho ta ăn tần mục an ủi yên tâm ta có thể nuôi nổi người. Đúng rồi, có nước dãi không? Lấy cho ta một bình, ta cầm đi xem xem có thể đổi tiền hay không. Hồ Linh Nhi mang bình ngọc tới, nhận một bình long tiên, tần mục cẩn thận thu trước bình, dặn dò bọn họ ở trong nhà. Chính mình thì đi đến Thái Y Điện, mấy vị Thái Y già chính đang ở trong điện nghiên cứu toa thuốc, nhìn thấy hắn đều là vui vẻ, cười nói, tiểu thần y có thể coi như trở về rồi, lần này định luyện linh đan gì, nếu là thuốc tây độc dược, cần phải sớm thông báo cho chúng ta một tiếng. Tần mục chào mấy vị Thái Y, nói lần này tìm đến mấy vị thái y thí nghiệm thuốc dứt lời lấy bình ngọc nhỏ ra mấy vị thái y nhìn thấy bình ngọc nhỏ này thì sắc mặt kịch biến sư thái y run rẩy nói ta nhận ra cái bình này chẳng lẽ lại là thuốc tê không phải là thánh dược chữa thương tần mục vừa mới nói tới chỗ này thì du thái y liền lấy ra một thanh đao nhỏ chần chờ một chút sau đó cắt một đao lên tay đinh thái y máu tươi chảy ròng ròng đinh thái y giận dữ đang muốn nổi cáu tần mục liền vội vàng tiến lên mở bình ngọc lấy ra một chút long tiên bôi lên trên vết thương chỉ thấy vết thương kia lập tức bắt đầu khép lại chỉ mấy hơi thở liền khôi phục như lúc ban đầu không có vết tích mấy vị thái y kinh ngạc vội vã tiến tới dư thái y nói thánh dược chữa thương này có thể trị loại vết thương cỡ nào có thể nối lại tay chân đã đứt hay không tần mục gật đầu có thể có người bị chém đứt eo ta dùng thuốc này nối eo lại khôi phục như lúc ban đầu tuy nhiên thuốc này chỉ là phụ trợ còn cần nối liền cơ thịt thần kinh cực kỳ thử thách thủ pháp Đinh Thái Y thoáng thấy Du Thái Y lại đang nâng đao, vội vã quất lên, ngươi dám chém ta, ta độc chết già trẻ cả nhà ngươi. Du Thái Y không xuống tay được, đi ra ngoài điện, sau một lát, mang theo một sĩ tử đi vào, mấy vị Thái Y liền vội vàng ngắc đầu, Du Thái Y dậm chân nói, lão Du, người điên rồi à, cho dù muốn thử thuốc, ngươi cũng không thể chém tay chân của hắn. Sĩ tử kia nghe xong, hồn vía bốc cao ba trượng, vội vã co giò bỏ chạy, Du Thái Y muốn bắt hắn lại thì mấy vị Thái Y vội vã ngăn cản, nói không thể tuyệt đối không thể sĩ tử đều là quan bát phẩm chém đứt tay chân của hắn là bị kiện đấy mấy ngày trước con tiên hạc của lăng vân đạo nhân đánh nhau với con thanh ngưu của bá sơn tế Tử. bị thanh ngưu đánh gãy chân người đi bắt con tiên hạc kia chém đứt chân nó rồi sau đó nối lại du thái y ra ngoài một lát sau mang theo tiên hạc trở về khúc thái y tóm miệng của tiên hạc tiên hạc kia sợ hãi không hiểu dãy dụa không thôi bị du thái y dọc theo cái chân bị thương của nó chém xuống mấy vị thái y xử lý xương vỡ chờ đợi tần mục trị liệu sau một lát đúng lúc lăng vân đạo nhân xông vào đang muốn nổi cáo thì đã thấy tần mục nối lại xương gãy của tiên hạc nối liền thần kinh bắp thịt thông suốt cốt tủy lăng vân đạo nhân không dám nói lời nào đợi tần mục nối tốt vết thương trên chân mấy vị thái y mới buông tay còn tiên hạc kia vội vã đứng lên hoạt động cái chân một hồi kinh ngạc khó hiểu sau đó hướng về tần mục chân thành bái cảm ơn âm thanh giòn tan lại là âm thanh của một cô gái nhỏ tần mục lại viết thêm một phương thuốc giao cho lăng vân đạo nhân nói, ngươi dùng phương thuốc này chế thuốc, đun nước ngâm vào vết thương trên chân của nó, có thể thông kinh hoạt lạc, không để lại mầm họa. Lăng Vân đạo nhân nhìn thấy tiên hà khôi phục như lúc ban đầu thì không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vã đỡ lấy phương thuốc, luôn miệng cảm ơn, cười nói, ngươi làm ta xấu hổ trước mặt hoàng đế, nguyên vốn ta có chút ghi hận, hiện tại lại còn có chút cảm kích. Tần Mục cười nói, không đánh nhau thì không quen biết. Lăng Vân đạo nhân luôn cảm thấy lời này có chút không được tự nhiên, dùng ở chỗ này hình như có chút không thích hợp, tuy nhiên cũng không kịp ngẫm nghĩ, vội vã gọi tiền hạc, đi nhà kho lấy thuốc. Tần mục cười nói, mấy vị thái y, bình thuốc trị thương này trị giá bao nhiêu tiền. Gần đây, tình hình kinh tế của ta có chút túng quẫn, mấy vị thái y vừa mừng vừa sợ, dư thái y nói, tiểu thần y muốn bán sao, cái đó giá trị có thể không ít đâu. Loại thuốc trị thương này, đối với những tướng sĩ ra chiến trường mà nói, quý giá hơn bất cứ thiên tài địa bảo gì, ít ra cũng phải hơn vạn đại phong tệ. Tần mục kinh ngạc, nói, còn nhanh hơn Phạm Vân tiêu đi ăn cướp nữa à cái gì mấy vị thái y không hề nghe rõ không có gì tần mục cười nói mỗi ngày ta có thể luyện ra một bình liền lấy vạn tiền bán cho thái y điện thế nào mấy vị thái y sáng mắt lên liếc nhìn nhau dư thái y cười nói đây tự nhiên là chuyện tốt tần mục hài lòng cáo từ rời đi mấy cái đầu trắng toát của các vị thái y trụng vào nhau khúc thái y nói phát tải rồi mấy vị thái y liên tục gật đầu kích động không thôi nói vẫn là lão dư cao minh một bình thuốc trị thương nhỏ này cũng không chỉ vạn tiền chúng ta xoay tay một cái liền có thể kiếm được một nửa tần mục đi ra thái y điện trở về sĩ tử cư đột nhiên sau lưng có một thanh âm truyền đến con lửa nhỏ ngu ngốc thiền trượng khích khí la của người đâu tần mục dừng bước xoay người lại nhìn về phía ông lão mặc áo tím ở phía sau kia mặt mỉm cười hạ thấp người nói học sinh xin chào cố đại tế ti ông lão mặc áo tím này chính là cố ly noãn áo bảo tím trên người đã không còn chín hoa văn phù hiệu hiển nhiên là đã bị lột bỏ quan phục nhất phẩm đổi lại quan phục tam phẩm cố ly noãn khẽ mỉm cười cất bước đi tới trước người hắn chầm chậm nói ngươi lừa gạt lấy đi thiếu bảo kiếm của ta lúc đó có biết ngươi cũng có hôm nay cũng có ngày rơi vào trên tay ta không bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube gì các phim tần mục lắc đầu nói sao đại tế ti lại nói lời ấy cố ly noãn cười ngạo nghễ vươn tay ra đưa đây tần mục lắc đầu lần nữa đồ vật ta lừa gạt được xưa nay không hề trả lại mắt cố ly noãn lộ ra hung quang tần mục không sợ chút nào nói hiện giờ ta là quan lục phẩm là tiến sĩ thái học được hoàng đế khâm điển, bệnh của thái hậu cũng là ta chữa khỏi ngươi đụng đến ta một cái hoàng đế liền giết cả nhà ngươi ầm ầm ma khí quanh thân cố linh noãn dung chuyển hóa thành một vị ma thần trăm trượng ở phía sau đang đằng sát khí không khí xung quanh vị ma thần trăm trượng này như động lại ngay cả không gian tựa hồ cũng vặn vẹo lên khiến vị ma thần này trông như một vầng mặt trời sau ngọ trừ ánh nắng gay gắt làm cho mặt đất vặn vẹo hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn tần mục khẽ mỉm cười nói đại tế ti còn có việc sao cố ly noãn lạnh lùng nói nếu ta muốn giết ngươi không cần tự mình động thủ ngươi không dám tần mục còn chưa lên tiếng thì sau lưng cố ly noãn truyền tới một âm thanh nói huy động tới sư đệ ta không cần hoàng đế giết cả nhà ngươi ta giết cả nhà ngươi thân thể cố ly noãn cứng ngắc chỉ cảm thấy phảng phất có một thanh đao không gì không xuyên thủng đang gác lên cổ mình cười ha ha nói bá sơn tế ti người muốn ra mặt cho con lửa ngốc này bá sơn tế ti phanh áo đứng sau lưng hắn hai thanh đao trong vỏ đao sau lưng liên tục vang động keng 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 mặt không chút thay đổi nói lão cố hai trăm năm chưa từng thấy người xuất hiện đạo pháp thần thông của người đã hết thời có muốn ta chỉ điểm cho ngươi một chút hay không cố ly noãn đột nhiên cười ha ha thân thể hóa thành một luồng ma khí biến mất âm thanh xa xa truyền đến chỉ điểm ta đội làm thiên đao đến còn tạm được tần mục xoay người chỉ thấy một luồng đao khí đột nhiên phá không lao đi đuổi theo luồng ma khí kia bá sơn tế ti luôn luôn yêu thích đánh nhau cũng là thấy hàng sáng mắt phòng trừng muốn đấu với cố linh noãn một trận đáng tiếc ta không đổi kịp tần mục thở dài trở về sĩ tử cư mới vừa vào cửa chỉ nghe âm thanh của hồ linh nhi truyền đến công tử nhà chúng ta có khách tới tần mục vào cửa nhìn thấy người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng chờ trong sân kia thì không khỏi hơi run run quốc sư duyên khang quốc sư duyên khang xoay người lại ánh mắt rơi vào trên người hắn thánh giáo chủ của thiên thánh giáo không nghĩ tới là tiến sĩ đầu tiên của thái học viện ta thực sự là một chuyện thú vị tinh thần tần mục chấn động mạnh đi vào trong sân nói quốc sư đến đây sẽ không chỉ là về nói chuyện thú vị chứ linh nhi lo pha trà hồ linh nhi vội nói công tử nhà chúng ta không có trà ngươi không uống trà tần mục cười ha ha nói sau này mua mấy lạng trà để trong nhà nếu không trà vậy thì dọn chỗ sĩ tử cư chỉ có mấy cái ghế rách ngồi chỗ nào chứ tiểu hồ ly oán giận nói tần mục có chút lúng túng quốc sư duyên khang khoát tay áo một cái cười nói không cần bận tâm ta đứng nói với giáo chủ mấy câu rồi đi ánh mắt tần mục rơi vào trên mặt hắn tướng mạo của vị quốc sư duyên khang được coi là người mạnh nhất dưới thần khiến thiên hạ kinh sợ này cũng không thể nói là đẹp trai chỉ có thể coi là bình thường thế nhưng khuôn mặt hắn lại có một loại ý vị khó tả cái loại càng xem liền càng thuận mắt kia cặp mắt là nơi sáng trói nhất trên người của hắn con mắt tràn ngập trí tuệ tựa hồ mang theo những chấm sáng thần kỳ có thể thu hết toàn bộ thiên hạ vào đáy mắt làm ra phán đoán sáng suốt nhất tần mục rất có thiện cảm với vị quốc sư duyên khang này trong lòng cũng tràn ngập kính ý với người khai thác và phá quốc này. Duyên Khang quốc có thể có ngày hôm nay, công lao của quốc sư Duyên Khang còn cao hơn hoàng đế. Chủ trương cải cách chính trị, cải cách quân chính, đánh vỡ góc nhìn môn phái, đánh vỡ ngăn cách giữa ba lưu phái lớn, thành lập tiểu học, đại học và thái học, thiết lập chế độ sĩ tử. Vị quốc sư Duyên Khang này đã biến thời đại này trở nên vô cùng đặc sắc, thế nhưng bội phục thì bội phục, tần mục vẫn có nhiều lời phê bình kín đáo với vị quốc sư Duyên Khang này. Quốc sư Duyên Khang không chỉ là một người tài cao ngất trời mà lòng dạ cũng độc ác tương tự. Hắn trinh phạt đại khư, tuy rằng biết khó mà lui, thế nhưng không hẳn là không có lần sau. Hắn thảo phạt các quốc gia, chiếm đoạt các quốc gia, vì diệt trừ những kẻ đối lập, lại giả bộ bị thương nặng, dụ dỗ những môn phái vốn đã thần phục kia tạo phản khiến sinh linh đổ thán. Đây cũng không phải là một người hoàn mỹ. Từ đầu chí cuối tần mục đều không nhìn ra được người trước mặt này muốn theo đuổi cái gì. Lòng dạ của hắn rộng rãi, rõ ràng có tấm lòng bao dung thiên hạ lại khăng khăng muốn diệt tuyệt đất nước của họ, công chiếm đại khư, để duyên khang quốc nắm giữ càng nhiều lãnh thổ. Hắn rõ ràng không lưu luyến gì với quyền thế, nhưng vẫn là vì diệt trừ đối nghịch mà không tiếc nhấc lên gió tanh mưa máu. Trong con mắt của tần mục quốc sư duyên khang như là một thể mâu thuẫn, đến cùng thì ý nghĩ chân chính của hắn là cái gì thì rất khó suy đoán. Quốc sư duyên khang cũng đang quan sát hắn, sau một lát phát ra âm thanh ôn hòa nói, thánh giáo chủ của thiên thánh giáo trẻ tuổi ngoài dự liệu của ta, ta nhận được tin tức, Nói thánh giáo chủ vậy mà lại là tiến sĩ thái học của thái học viện ta, cũng là lấy làm kinh hãi, người nhìn thấy ta, tựa như cũng cảm thấy không kỳ quái. Tần Mục nói, thiên thánh giáo hữu giáo vô loại, mang tiếng là giáo phái nhưng lại rời rạc, trong giáo có các loại thế lực, vì lẽ đó quốc sư có thể sắp xếp mấy người vào cao tầng của thiên thánh giáo cũng là chuyện đương nhiên. Quốc sư tìm ra thân phận của ta nhanh như vậy cũng không đáng để ta kinh ngạc. Quốc sư Duyên Khang gật gật đầu, thánh giáo chủ của thiên thánh giáo phải có loại trí tuệ này. Tuy nhiên vì sao nhìn thấy ta, người không kinh hoàng chút nào ngươi không sợ ta tới là để giết ngươi sao nếu quốc sư muốn giết ta ta kinh hoàng cũng vô dụng tần mục nói không giết ta thiên thánh giáo không phản giết ta thiên thánh giáo tất phản mạng của ta vẫn không quý trọng như thiên thánh nên quốc sư không đến nỗi phải giết ta vì lẽ đó ta cũng không cần kinh hoàng quốc sư duyên khang mỉm cười nói không nên chắc chắn như vậy có trí tuệ là rất tốt thế nhưng quá tự tin thì ngươi có thể sẽ đoán sai tuy nhiên vừa nãy ngươi quả thực đã làm lòng ta xúc động ngươi nói thiên thánh giáo không phản có thể nói một vài lý do hay không? Tần Mục nói, lý tưởng tương đồng, không cần tạo phản. Quốc sư Duyên Khang nói, nghe nói chuyện đầu tiên ngươi làm khi trở thành giáo chủ đó là thiết lập đường thứ 361, học đường. Tần Mục gật đầu, ta đang nói theo quốc sư, cải cách thiên thánh giáo. Thiên thánh giáo vốn chính là quốc gia khoác tên môn phái, ngươi lại nói theo ta cải cách thiên thánh giáo, chẳng phải là muốn biến thành một quốc gia bên trong Duyên Khang quốc ta. Quốc sư Duyên Khang nói, nếu là lúc Thái Bình, các ngươi sẽ không tạo phản làm loạn, thế nhưng nếu như thiên hạ đại loạn vì sao các ngươi lại không nhân cơ hội đứng lên chiếm cứ chính thống sở dĩ thiên thánh giáo ta không tạo phản trong cuộc đoạn động này không phải là không muốn chiếm cứ chính thống mà là bởi vì duyên khang quốc lúc này chính là một thiên thánh giáo quy mô lớn tần mục cười nói vì sao chúng ta phải tự phản chúng ta vậy thì khi nào các ngươi sẽ phản quốc sư duyên khang hứng thú hỏi tần mục nghiêm nghị nói đến khi quốc sư phản bội lý tưởng của thiên thánh giáo không tiếp tục chấp hành đạo của thánh nhân đến lúc duyên khang quốc cũng không còn là thiên thánh giáo thiên thánh giáo ta tất phản quốc sư duyên khang nước hắn một cái khen người thật là can đảm tần mục nói không phải to gan mà là nhất định phải ăn ngay nói thật bởi vì nói láo cũng không gạt được quốc sư quốc sư duyên khang từ từ dạo bước tới cạnh giếng trong sân không nhanh không chậm nói người đến từ đại khư ở bên trong thiên thánh giáo không có bất kỳ căn cơ nào ta vốn là muốn khống chế người để người mượn sức mạnh của ta đứng vững trong thiên thánh giáo hiện tại ta đã bỏ ý nghĩ này tần mục đi tới bên cạnh hắn chỉ nghe quốc sư duyên khang tiếp tục nói loại người như ngươi vô cùng nguy hiểm người có lý tưởng thường thường đều vô cùng nguy hiểm làm người ta vô cùng đau đầu rất khó bị thuyết phục mà thuyết phục một người là chuyện vất vả nhất còn không đơn giản bằng giết thuyết phục một giáo phái thì lại càng thêm vất vả còn không đơn giản bằng diệt môn dù là đạo môn hay là đại lôi âm tự thì đều có lý tưởng của chính mình rất khó bị thuyết phục thiên thánh giáo cũng là như thế hắn trầm mặc chốc lát nói cũng may lý tưởng của thiên thánh giáo cũng không xung đột với duyên khang quốc tần mục hiếu kỳ nói quốc sư tạm thời sẽ không động thiên thánh giáo như vậy đạo môn và đại lôi âm tự thì sao vậy phải xem bọn họ làm thế nào quốc sư duyên khang nghiêm túc cẩn thận nói xem bọn họ có thể làm được chi hành hợp nhất hay không nếu bọn họ có thể quán triệt lý tưởng của bọn họ làm được chi hành hợp nhất ta sẽ dùng hết tất cả lực lượng và thủ đoạn diệt trừ bọn họ nếu bọn họ không làm được thì tiếp tục sống sót cũng là không khó tần mục hơi chấn động trong lòng hỏi Lý tưởng của quốc sư lại là cái gì? Quốc sư Duyên Khang lắc đầu, nói, ta không cần phải nói cho ngươi, không nên nhìn ta nói cái gì, nhìn ta làm gì, lý tưởng của ta sẽ thể hiện trong việc làm của ta. Đây chính là chi hành hợp nhất, thánh giáo chủ trẻ tuổi, đường ngươi phải đi còn rất dài, tần mục vẫn nhìn không thấu người này. Bây giờ, hắn còn không cách nào tranh luận về lý tưởng với người ở tầng thứ như quốc sư Duyên Khang. Tầm mắt của quốc sư Duyên Khang quá cao, kiến thức quá rộng, lòng dạo quá sâu lý giải với đạo pháp thần thông cũng đạt đến trình độ làm người ta ngưỡng mộ. Tần mục còn chưa đạt đến tầng thứ này, hắn không cách nào đoán được tâm tư của quốc sư Duyên Khang, cũng không biết tương lai sẽ là địch hay là bạn. Có điều là ngay lúc này, thân là thánh giáo chủ, tần mục nhất định phải tính toán cho tương lai của thiên ma giáo. Lần này môn phái trong Duyên Khang quốc phản loạn, thiên thánh giáo ta sẽ dốc sức ủng hộ quốc sư. Tần mục cẩn thận tìm từ, nói, thế nhưng ta cũng cần một cái hứa hẹn của quốc sư, đó chính là, sau khi dẹp yên lần phản loạn này, quốc sư liệu sẽ thanh tẩy giáo ta qua cầu rút ván không quốc sư duyên khang xoay người nhìn về phía hắn nói không biết tần mục lộ ra vẻ hỏi thăm quốc sư duyên khang trầm chậm, chậm nói ta cần áp lực lưu lại thiên ma giáo chính là lưu lại một thanh kiếm treo trên đầu ta tạo áp lực cho ta cảnh giác ta để ta không đến nỗi phạm sai lầm hắn khẽ mỉm cười ta quá mạnh mẽ nếu ta phạm sai lầm ai có thể làm gì được ta ta cần một thế lực có thể giết ta lúc đạo tâm ta lạc lối thiên thánh giáo rất tốt nếu ta vi phạm lý tưởng của các người, ta chờ ngươi tới giết ta. Tần Mục có chút sợ hãi, quốc sư duyên khang cất bước rời đi. Tần Mục thở hắt một hơi, chỉ cảm thấy lông tơ của chính mình đều sắp muốn nổi lên. trong lòng hắn chỉ có một cái ý nghĩ, quốc sư duyên khang không phải là người, không phải người, chỉ cần là người thì sẽ có thất tình lục dục, thì sẽ có suy nghĩ ích kỷ, nhưng mà quốc sư duyên khang lại không có thất tình lục dục, không có ý nghĩ cá nhân, không có những thứ này, liền không còn là người, hoặc cũng có thể coi hắn là thánh nhân quốc sư duyên khang sẽ là thánh nhân sao hắn bình tâm lại sơ tàn ý nghĩ hỗn loạn trong đầu lúc này long kỳ lân trong sân ồm ồm nói người này phi thường đáng sợ hắn đứng ở chỗ này ta có thể nhìn thấy hắn nhưng lại không cảm giác được hắn tần mục hơi run run vừa nãy hắn không sử dụng thanh tiêu thiên nhãn để nhìn quốc sư duyên khang mất đi một cơ hội hắn đã từng dùng thiên nhãn đến xem trường thôn nhìn thấy một vị thần linh thân thể hoàn hảo hảo quang trói lọi nếu nhìn quốc sư duyên khang thì sẽ thấy cái gì bên ngoài sĩ tử cư Tần Phi Nguyệt chính đang khom người chờ đợi, Quốc sư Duyên Khang đi tới, nói: "Trở về thôi." Tần Phi Nguyệt không dám nói nhiều, cất bước đi tới, đột nhiên Quốc sư Duyên Khang nói: "Ánh mắt của đại tế ti rất tốt." Tần Phi Nguyệt cười nói: "Tuy cô linh loạn không tệ, thế nhưng bị phong ấn trong băng 200 năm, đứng yên không tiến, chỉ sợ đã lạc hậu với thời đại." Ta đang nói đến một vị đại tế ti khác. Quốc sư Duyên Khang quay đầu lại, nhìn về phía thái học viện, nói: "Người thừa kế hắn lựa chọn rất tốt, là một hạt giống chính xác, chỉ là quá giống ta." nhìn thấy người này cứ để ta cảm thấy có chút không thoải mái cứ muốn giết hắn tần phi nguyệt không hiểu quốc sư duyên khang cất bước đi xa lẩm bẩm nói ta ghét soi gương mình ở trong gương trước sau gì vẫn không hoàn mỹ bằng chính mình trong lý tưởng bên trong sĩ tử cư cuối cùng thì tần mục cũng coi như có thể an tâm xuống công pháp thống nhất của hắn còn chưa được hoàn mỹ còn cần bình tâm lại để tìm hiểu kỹ càng gắng sức làm được tận thiện tận mỹ quốc sư duyên khang mang cho hắn chấn động rất lớn một người vì lý tưởng mà tiến lên mà phấn đấu cuối cùng cũng có một chút hấp dẫn khiến người ta tâm phục. Còn như quốc sư Duyên Khang nói lưu lại thiên ma giáo chính là lưu lại một thanh kiếm treo trên đỉnh đầu thì muốn làm đến một bước này, rất khó. Cho dù tập hợp toàn bộ lực lượng của thiên ma giáo cũng không làm được bước này, quốc sư có khí phách lớn như vậy, nhất định phải giúp hắn đạt được mục đích. Tần mục khống chế công pháp, chậm rãi cất bước trong sân, cẩn thận tìm hiểu công pháp thống nhất mà mình dựa trên cơ sở bá thể tam đan công sáng tạo ra, sau đó quy nạp sắp xếp, thỉnh thoảng lại lấy đại dục thiên ma kinh ra, tìm hiểu một hồi. Qua một lúc lâu, tần mục thở hắt ra một hơi, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lao đi khắp núi, không chế công pháp thống nhất chính mình tìm hiểu ra, thân hình như phủ quang lược ảnh lướt từ trước ngọn núi của Thái học viện ra phía sau. Mặc dù tần mục đang lao đi rất nhanh nhưng đầu óc lại còn đang không ngừng suy tư, sinh động trước nay chưa từng có. Lần gặp mặt quốc sư Duyên Khang này, tuy rằng không nói được nhiều chuyện nhưng lại làm cho đầu óc của hắn rơi vào trạng thái phấn khích. Đối diện với người tài hoa tuyệt đại sẽ kích thích chính mình, áp bức chính mình, tăng lên chính mình với quốc sư duyên khang mà nói thì đây chỉ là một lần nói chuyện bình thường thế nhưng nó lại vô cùng ý nghĩa với tần mục chỉ riêng việc đứng trước mặt vị nhân vật huyền thoại này cũng cần phải có dụng khí lớn nói chuyện với hắn càng cần phải vận dụng toàn bộ trí tuệ của chính mình giao lưu với người tràn ngập trí tuệ sẽ làm cho mình tràn ngập trí tuệ làm bạn với người tầm thường cũng sẽ khiến cho mình trở nên tầm thường tần mục chính là dựa vào cơ hội nói chuyện với quốc sư lần này làm cho trí tuệ của mình đạt đến trạng thái đỉnh cao nhân đó hoàn thiện công pháp thống nhất đột nhiên bước chân của hắn chậm lại nguyên khí vận hành theo bá thể tam đan công đã thay đổi bá thể tam đan công hiện tại chính là công pháp thống nhất hoàn thiện của hắn được hắn hỗn hợp sở trường của rất nhiều công pháp bên trong đại dục hên ma kinh bá thể tam đan công vốn là không có bất kỳ thuộc tính đơn thuần chỉ dùng để khống chế những công pháp khác trên uy lực sẽ không bằng công pháp và thần thông đồng bộ chẳng hạn như lôi âm bát thức cần như lai đại thừa kinh đến khống chế mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực hành vũ quyết cần huyền vũ không thủy công đến thúc dục Buôn lôi viêm hỏa quyết cần sự điều động của chu tức khống hỏa công mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực của lôi hỏa, mà bá thể tam đan công là công, không có pháp thuật thần thông đồng bộ. Lần này tần mục tìm hiểu công pháp thống nhất, dùng bá thể tam đan công làm cơ sở, tìm hiểu kinh văn tiểu phu truyền lại trên tảng đá, kích phát ra các loại đặc tính của bá thể tam đan công, để bá thể tam đan công có thể phát huy ra uy lực của các loại pháp môn. Bá thể tam đan công không có bất kỳ thuộc tính, không thể rèn luyện thân thể, không có thần thông đồng bộ, không thể trực tiếp hóa thành sức tấn công mạnh mẽ mà lần này hiểu ra công pháp thống nhất cuối cùng thì tần mục cũng coi như giải quyết được vấn đề khó khăn này bá thể tam đan công hiện giờ càng nhiều chính là mang tính bao quát dùng bá thể tam đan công đã thay đổi để khống chế pháp thuật kiếm thuật chiến kỹ thì uy lực của nó không hề yếu hơn công pháp đồng bộ đây chính là cái gọi là công pháp thống nhất của đại dục thiên ma kinh mỗi một vị giáo chủ thiên ma giáo đều có công pháp thống nhất đặc biệt của riêng mình bản ý của thiếu niên tổ sư là để sau khi tần mục tìm hiểu ra công pháp thống nhất rồi đồng thời tu luyện cùng bá thể tam đan công tuy rằng tốc độ tu luyện sẽ chậm một chút nhưng có thể cùng lúc có được ưu điểm của hai loại công pháp thế nhưng ông lại không ngờ rằng tần mục trực tiếp làm ra thay đổi trên bá thể tam đan công cũng không hề tìm hiểu xây dựng trên công pháp cơ sở của đại dục thiên ma kinh tần mục cũng không biết chính mình làm như thế là tốt hay là xấu có phải là lựa chọn chính xác hay không từ nhỏ hắn đã tu luyện bá thể tam đan công nên rất quen thuộc môn công pháp bởi vậy theo bản năng biến bá thể tam đan công thành công pháp thống nhất quan trọng nhất chính là hắn giải quyết sự thiếu hụt của bá thể tam đan công trên vấn đề luyện thể pháp thuật chiến kỹ hắn không chế bá thể tam đan công sau khi cải tiến bá thể tam đan công hiện giờ là dung hợp huyền công luyện thể cửu chuyển tam chứng trong đại dục thiên ma kinh môn công pháp này là công pháp luyện thể đỉnh cấp trong đại dục thiên ma kinh tần mục sớm đã vô cùng ao ước công pháp luyện thể của lưu phái chiến kỹ tuy nhiên mã gia đồ tể người què đều không truyền thụ cho hắn công pháp ở phương diện này vì lẽ đó hắn chỉ có thể tìm hiểu từ bên trong đại dục thiên ma kinh khống chế công pháp lập tức tần mục cảm giác được chỗ không tầm thường của bá thể tam đan công sau khi thay đổi nguyên khí của mình đang vận chuyển nhanh chóng sau đó thẩm thấu vào da thịt bắp thịt xương cốt huyết quản sợi tóc cốt tủy của chính mình trước đây bá thể tam đan công của hắn vận hành trong người chỉ dựa theo con đường khá là đơn giản mà bá thể tam đan công hiện tại đã tiến sâu vào mỗi một ngóc ngách trong thân thể bá thể tam đan công mới ngoại trừ luyện thể còn có luyện hồn luyện khí cũng cực kỳ cao minh tần mục càng chạy càng chậm chậm rãi yên tĩnh lại, cẩn thận lĩnh hội công pháp của mình còn có chỗ nào thiếu sót để sửa chữa. Bộ khung công pháp thống nhất của hắn cơ bản đã định hình, lúc này chỉ còn vài kiếm khuyết nhỏ, không đáng kể. Trên phương diện luyện thể, luyện hồn hắn có khiếm khuyết rất lớn, hiện tại chỉ cảm thấy thân thể của chính mình phảng phất là mặt đất khô cạn nửa năm không có nước mưa, đang thoải mái điên cuồng rút lấy nước mưa, rút lấy chất dinh dưỡng. Cửu chuyển tam chứng của đại dục thiên ma kinh là chín lần chuyển biến nguyên khí và thân thể, ba chứng khung xương thân thể, một chứng là xương cốt cứng cáp, hai trứng là thân như sắt, ba trứng là như núi cao. Hiện tại hắn chỉ là giai đoạn chuyển thứ nhất của trứng thứ nhất. Trong lúc vô tình, gần nửa ngày thời gian trôi qua, tần mục từ từ đi tới thiên lục lâu. Trước cửa thiên lục lâu, một vị bí thư dám trùng hợp đi ngang qua, lướt mắt nhìn hắn, sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, tần tiến sĩ, người tốt nhất là mau mau điều trị một chút, bằng không tính mạng khó kéo dài. Tần mục buồn bực không hiểu, đột nhiên bị một cơn gió thổi tới, lập tức hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, lung lay muốn ngã nguy rồi tần mục lấy làm kinh hãi vội vàng giơ tay lên chỉ thấy hai tay mình gầy trơ xương sờ sờ mặt chỉ có thể sờ được da mặt mỏng manh hầu như cái sát lên xương quần áo vốn là rất vừa vạn thì giờ phút này trở nên hơi rộng rãi lúc này hắn mới chú ý tới hai canh giờ qua mình vậy mà gầy gò đến mức đáng sợ như là một người được bệ thành từ củi khô không chỉ có như vậy cơ thể hắn vẫn còn đang khô quắc hơn nữa theo hắn không chế bá thể tam đan công loại tốc độ khô quắc này đang kịch liệt tăng lên chờ đến khi năng lượng ẩn chứa bên trong thân thể hắn tiêu hao hết, chỉ sợ chính là giờ chết của hắn. Hắn chỉ lo hoàn thiện bá thể tam đan công, tu luyện pháp môn luyện thể, luyện hồn, không quan tâm đến thân thể của mình. Bây giờ mới biết chính mình hầu như đã đến tình trạng đèn cạn dầu. Bá thể tam đan công mới có mầm họa không nhỏ, tốc độ tu luyện quá nhanh, ta quên mất luyện thể tiêu hao chính là năng lượng của bản thân. Năng lượng bên trong thân thể tiêu hao mà không có bổ sung sẽ tạo cho thân thể gánh nặng rất lớn. Hiện tại hắn đã là cảnh giới ngũ diệu, tu vi hùng hồn, thế nhưng tu luyện bá thể tam đan công mới luyện thể luyện hồn năng lượng trong cơ thể thậm chí không thể kiên trì được hai canh giờ tần mục lập tức ngừng việc khống chế bá thể tam đan công lại để cho thần trí của mình tỉnh táo đại não nhanh chóng chuyển động vừa suy nghĩ chế biến ra loại thuốc tốt nào mới có thể điều trị thân thể vừa chạy vội về phía sĩ tử cư tần mục nhảy vào gian phòng của mình lấy tiền chạy về nhà kho của thái học viện ném lại tiểu hồ ly và long kỳ lân mặt đầy khó hiểu ở nơi đó hắn mang thuốc ra khỏi nhà kho không kịp trở lại nơi ở trực tiếp chế thuốc trên đường hắn liên tiếp triển khai ra thủ pháp làm người ta hoa cả mắt, kỹ thuật chế thuốc làm người ta hoa cả mắt, còn chưa trở lại sĩ tử cơ hắn đã luyện xong một lò linh đan. Linh đan này vừa mới luyện thành, vậy mà phát ra Phật âm như có như không, phảng phất như bên trong mỗi một viên linh đan đều có một vị Phật đà đang ngồi tụng kinh cầu phúc. Những linh đan kia vừa mới luyện thành, tần mục há miệng hút vào, rất nhiều linh đan nối liền một đường bay vào trong miệng hắn. Hắn vừa không chế dược lực, vừa chạy về chỗ ở của mình, mới vừa tới trước cửa, đột nhiên choáng váng đầu, hoa mắt, ngã nhào vào trong sân hồ linh nhi kêu lên sợ hãi vội vã chạy tới trước lúc hôn mê tần mục nhìn thấy nàng đi tới bên cạnh mình lúc này mới yên tâm nói giúp ta thúc giục dược lực hắn chưa nói hết câu liền đã hôn mê đến khi tần mục mơ mơ màng màng tỉnh lại chỉ cảm thấy dược lực của linh đan trong bụng đã tan ra tựa như lò lớn nóng bỏng đang đưa nhiệt lưu đến toàn thân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng nghĩ lại mà sợ hãi không thôi công pháp thống nhất của bá thể tam đan công đương nhiên là tốt nhưng lại cực kỳ nguy hiểm nếu như hắn không nhân lúc tỉnh táo luyện thành linh đan xoay chuyển tình hình thì chỉ sợ hậu quả khó mà lường được hơn nửa đã chết rồi bá thể tam đan công khi luyện thể luyện hồn thì tiêu hao thân thể nếu như không thể bồi bổ lại chỉ sợ sẽ chết tần mục mở mắt lặng lặng nằm tính toán nói muốn sửa chỗ môn công pháp này rất khó một lần phát động sẽ liên lụy đến toàn thân sửa chữa lại chỉ sợ thời gian tiêu tốn rất dài đã như vậy không bằng không sửa hồ linh nhi đứng ở bên cạnh vội vã cuống cuồng nhìn hắn long kỳ lân ngồi xổm ở ngoài cửa sổ muốn đưa đầu vào nhìn chủ cơm của mình còn sống hay không, chỉ là cái đầu nó quá lớn, cửa sổ chỉ có thể chứa được một con mắt to của nó, không chen được vào trong nhà. Tần mục đứng dậy, phát hiện mình nằm trên giường, hẳn là tiểu hồ ly dùng yêu phong đưa mình lên, người nói, không cần phải lo lắng, ta đã không có gì quá đáng lo, ta thôi thúc xong dược lực, thân thể sẽ khôi phục lại, hồ linh nhi thở vào nhẹ nhóm, nói, công tử dọa chết ta rồi, trong thời gian ngắn, ngươi liền gây trơ xương, vừa nãy lúc ngươi ngã xuống, ta còn lo lắng ngươi không dậy nổi. Tần mục an tâm tiêu hóa dược lực, chỉ thấy theo dược lực tan ra, bị thân thể của hắn hấp thu, tạm thời là không chết được, tuy nhiên thân thể vẫn nằm ở trạng thái thiếu hụt. Đây là khuyết điểm tạo thành khi luyện thể luyện hồn, tuy rằng thể phách mạnh mẽ, thế nhưng không bổ sung đủ chất dinh dưỡng thì giống như là lâu thuyền bay giữa không trung. Nếu như động lực cung cấp cho lâu thuyền chính là một lò luyện đan nhỏ thì nhất định lâu thuyền sẽ từ trên trời rơi xuống, nát tan. Lúc này hắn chính là như vậy. Bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube Di Các Phim luyện hồn hao tổn tinh thần của hắn, luyện thể hao tổn năng lượng trong cơ thể, linh đan hắn luyện chế chính là bổ sung tinh thần, không để cho tinh thần mình hao hết, nhưng mà thân thể vẫn còn trong trạng thái đói khát nghiêm trọng, hiện tại tinh thần của hắn đã hoàn toàn khôi phục, tuy nhiên thân thể vẫn còn gầy gò, da bọc xương, gầy đến mức đáng sợ, Tần Mục đứng dậy, nói, Linh Nhi, có cái gì ăn không? Bây giờ ta vô cùng đói bụng, công tử muốn ăn thanh như sao? Còn người to lớn của Long Kỳ lân ngoài cửa sổ chuyển động một chút, vui vẻ nói, phía sau núi có một con bò hoang, chộp tới nướng cho công tử ăn nhé. Con này Long Kỳ Lân này sau khi hết đói liền một bụng ý nghĩ xấu, dù thế nào cũng muốn báo thủ Thanh ngư. Hồ Linh Nhi cười nói, công tử chờ một chút, Long Đại, chúng ta đi kiếm cho công tử chút đồ ăn. Dứt lời, như một làn khói chạy ra khỏi nhà, mang theo Long Kỳ Lân chạy vội ra sĩ tử cư. Linh Nhi tỉ, chúng ta đi đâu tìm đồ ăn đây? Long Kỳ Lân buồn bực hỏi, ngươi biết bơi không? Hồ Linh Nhi dò hỏi, trong hồ ngọc Long có mấy con cá lớn, cái đầu dài hơn trượng, ta thèm thuồng chúng nó rất lâu, long kỳ lân vui vẻ nói, ta cũng thèm chúng nó rất lâu, chỉ là lão già không có dặn dò, không tiện hạ thủ, ngươi yên tâm, ta cũng là một tay bơi rất tốt, có thể ẩn núp dưới nước mấy ngày mà không đổi hơi. hồ linh nhi vui vẻ dẫn hắn đi tới bên cạnh hồ ngọc long, đối diện hồ có một tên đạo nhân, nhìn thấy bọn họ thì lộ ra vẻ kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi han, liền thấy long kỳ lân nhảy vào trong hồ rồi lặn xuống, đạo nhân kia thay đổi sắc mặt, vội vã cao giọng quát lên, con sư tử kia không được tắm rửa trong hồ còn hồ ly kia người ngăn cản sư tử cho ta hồ linh nhi vội vàng nói long đại nhanh lên một chút nhanh lên một chút long kỳ lân lèn vào trong hồ làm mưa làm gió trên mặt hồ đạo nhân kia vội vã chạy tới trong tay cầm một cây phất trần vung vẩy về phía dưới hồ chỉ thấy vô số sợi phất trần tựa như một tấm lưới đánh cá lớn tung xuống mặt hồ muốn chùm kín con long kỳ lân trong hồ kia ầm ầm mặt hồ run dày dữ dội đạo nhân kia rên lên một tiếng phất trần trong tay nổ tan tành chỉ còn sót lại cái cán tự biết không phải là đối thủ của con long kỳ lân này co giò chạy nhanh quát lên yêu nghiệt các người tắm rửa trong hồ ngọc long của hoàng gia lại còn dám đánh ta chờ mất đầu đi qua không lâu cả đám sĩ tử thái học viện dồn dập đi ra thuần dương điện hướng về sĩ tử cư hôm nay là ngày lăng vân đạo nhân của thuần dương điện giảng bài thuần dương điện truyền thụ chính là đạo luyện khí lăng vân đạo nhân nổi tiếng về tu vi tinh thâm tu luyện nguyên khí đến trình độ thuần dương rất nhiều sĩ tử còn chưa trở lại sĩ tử cư đột nhiên dồn dập dừng bước quay đầu kinh ngạc nhìn lại từng người từng người hóa đá tại chỗ chỉ thấy một con cá màu đỏ lớn đến kỳ cục từ không trung bay tới trên người hồng ngư kia mọc ra vảy màu đỏ trên đầu mọc ra sừng rồng bởi vì quanh năm suốt tháng hấp thu cửu long khí nơi này nên đầu cá có chút hóa rồng như là nửa cá nửa rồng miệng đầy răng nhọn cực kỳ hung ác chỉ là giờ phút này con cá lớn đó bị vài luồng nguyên khí trói chặt không thể động đậy một luồng yêu phong nâng con cá lớn này thẳng đến sĩ tử cư khiến rất nhiều sĩ tử nhìn thấy mà trợn tròn mắt phía sau con cá lớn này có một con long kỳ lân còn lớn hơn vừa chạy vừa rũ nước trên người thêm một con hồ ly màu trắng đứng sau ót long kỳ lân phát động yêu phong nâng con cá lớn kia lên Con long kỳ lân kia mang theo hồ ly gào thét nhảy vào sĩ tử cư sau đó vứt cá lớn vào trong sân tần tiến sĩ cái bịch tiểu hồ ly trượt xuống chui vào trong sân khép cửa lại một tên sĩ tử lầm bầm nói con cá kia hình như là một trong những ngư vương trong hồ ngọc long gọi là hồng long lý là món ăn mà vào dịp tết hoàng đế mới thết đãi văn võ quần thần một vị sĩ tử bên cạnh cũng đờ người ra lẩm bẩm nói năm ngoái lão gia tử nhà ta nhận được ân đức của hoàng đế được phép nếm qua canh cá trên ngựa long yến khen không ngớt miệng đến nay còn thỉnh thoảng nói với ta là mỹ vị chốn nhân gian thế nhưng con hồng long lý kia chỉ dài khoảng một thước này các sĩ tử khác còn chưa phục hồi tinh thần lại đã thấy cửa phòng tần mục lại mở ra con bạch hồ kia lại chạy ra ngoài nhìn bốn phía sau đó chạy đến trước một cây dâu miệng phun yêu phong chém cây dâu kia xuống đất điều khiển yêu phong hóa thành từng thanh từng thanh loan đao chém cây dâu thành từng cây từng cây củi gỗ sau đó chạy về chỗ ở tiểu hồ ly qua lại mấy chuyến chuyển hết thân cây về trong sân sau đó trong sân của tần mục khói đặc cuồn cuộn hiển nhiên tiểu hồ ly và con long kỳ lân kia đang nhóm lửa nướng cá rất nhiều sĩ từ hai mặt nhìn nhau cụ đình lầm bầm nói đó là cây thượng tiến của thanh sơn thượng nhân quốc tử giám của thanh dương điện trồng thanh sơn thượng nhân trồng cây thượng tiến là để khuyến khích sĩ tử cố gắng học hành tiến tới cũng không lâu lắm mùi thơm ngon tràn ngập bên trong sĩ tử cư đông đảo sĩ tử chảy nước miếng hai mặt nhìn nhau con hồ ly và con long kỳ lân được tên vứt bỏ dân của đại khư mang tới kia đã làm thịt con ngư vương hồ ngọc long nơi lấy nước cho hoàng gia lại chặt cây thượng tiến của thanh sơn thượng nhân trồng sau đó nhóm lửa nướng cá đây là biểu hiện điếc không sợ súng là muốn tạo phản sao công tử, mùi vị thế nào? Trong nơi ở của tần mục truyền đến tiếng nói chuyện của thiếu niên và hồ ly, chỉ nghe tiếng của tần mục nói, cũng tạm, chính là không có ướp nên hơi chưa ngon lắm. Thịt cá tốt nhất là có thể ướp một ngày một đêm, ăn vào mới có vẻ giòn, ngọt, mềm. Con cá này thật lớn, bắt ở đâu thế? Trong hồ, thì ra là vậy, ta đã từng câu cá bên hồ với đại tế ti, nhìn thấy mấy con cá đỏ lớn, tuy nhiên chỉ câu được một con cửu long tức, rất nhỏ, thế nhưng mùi vị ăn nóng rất ngon. Người dùng gỗ sâu nướng cá rất tuyệt, có một cỗ hương vị chua ngọt của quả dâu. Mấy tên sĩ tử của sĩ tử cư đều là một vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Cụ đình thấp giọng cười nói, tần tiến sĩ chết chắc rồi. Trong sân, tần mục quay một cái cọc gỗ to, xoay tròn hồng long lý, phía dưới lại là ngọn lửa rừng rực. Do long kỳ lân điều khiển sức lửa của ngọn lửa từ cây dâu, nướng con cá lớn này đến trong mền ngoài cháy. Long kỳ lân điều chỉnh lửa, để lửa ngấm vào bên trong xương thịt của con cá lớn, gỗ sâu còn tươi, mang theo hơi nước, bởi vậy có chút hơi khói. Hồ Linh Nhi điều khiển gió, làm cho một chút mùi khói chui vào bên trong thịt cá. Bọn họ lại nhét rất nhiều lá dâu, hành, gừng vào trong bụng cá. Trong bụng cá kia đều là dầu cá nhạt nhạt, bị nướng liền tí tách nhỏ xuống lửa, mùi khói xanh từ dầu cá bốc lên làm người ta thèm thuồng nhỏ dãi. Đến khi toàn bộ cá đều được nướng chín, Hồ Linh Nhi lập tức điều khiển những thanh loan đao bằng gió, cắt thịt chỗ bụng cá xuống. Đây là chỗ thịt cá béo nhất. Công phu điều khiển đao của nàng rất tốt, mỗi một miếng cá đều cắt đến vừa đúng. Đồng thời còn khống chế mâm để mỗi một miếng cá được cắt gọn đều rơi vào trên mâm mỗi một miếng cá đều óng ánh long lanh như là từng khối từng khối thịt dê trắng nõn mềm mại đàn hồi tần mục gạt gạt ngọn lửa để lửa nhỏ hơn một chút một người một cáo một long kỳ lân liền ngồi ở bên cạnh đống lửa ăn cá ngứng tần mục khẽ nhúc nhích trong lòng nhớ tới một môn công pháp kỳ quái trong đại dục thiên ba kinh gọi là linh hoàn đan đại bổ công liền khống chế nguyên khí vận chuyển môn công pháp này tăng tốc độ tiêu hóa rất nhanh trong bụng lại trống rỗng sau đó miệng nhai liên tục tiếp tục vây quanh ngọn lửa ăn cá nướng tên môn công pháp này đã quái lạ công pháp càng quái lạ hơn phương thức tu luyện của linh hoàn đan đại bổ công chủ yếu dựa vào ăn môn công pháp này có thể biến đồ ăn vào trong bụng hoặc là thành năng lượng của cơ thể hoặc là thành nguyên khí cường thân tráng cốt tăng cao tu vi bởi vậy gọi là linh hoàn đan đại bổ công hiện giờ thân thể tần mù gây yếu đúng lúc cần bù đắp lại tiêu hao của thân thể trong đoạn thời gian này hiện tại trước mặt có một con cá nướng lớn đến kỳ cục vừa vặn có thể dùng môn công pháp này bồi bổ thân thể dù sao thì con cá này cũng là dị trùng, quanh năm sinh sống ở Thái học viện, hấp thu cửu long khí, một là mùi vị thơm ngon, hai là máu thịt bổ dưỡng, thân thể tần mục đang lúc thiếu thốn, khống chế môn công pháp quái lạ này, chỉ cảm thấy đồ ăn tiến vào trong bụng rất nhanh hóa thành chất dinh dưỡng bị tứ chi bách hài của mình hấp thu. Bắp thịt khô quắt của hắn cũng đang chậm chậm nhô lên, tuy rằng trông rất chậm, nhưng tần mục đoán chừng chính mình ăn xong con cá lớn hai, ba triệu này thì bắp thịt sẽ trở lại như cũ. Hồ Linh Nhi thực sự ăn không vô. Long kỳ lân ăn quen linh đan xích hỏa rồi, thì cá không quá hợp khẩu vị, ăn vài miếng liền ngừng, chỉ có tần mục vẫn ngồi ở chỗ đó cắn ăn rất nhanh. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Hồ Linh Nhi kéo cái bụng căng tròn chạy ra mở cửa, vệ dung đi vào, hít mũi, cười nói, chính là lúc ăn cơm trưa, ta ngửi được chỗ này của tần huynh đệ truyền đến mùi thơm cho nên tới xin phần cơm ăn. Oái, còn sư tử đầu rồng bằng đá trước cửa sơn môn sống lại hả? Tiểu Hồ Ly, ngươi ăn thế nào mà còn mập hơn cả ta thế hả? Hồ Linh Nhi hừ một tiếng, Vệ Dung lại nhìn thấy Tần Mục ngồi ở bên đống lửa thì càng giật nảy cả mình, thất thanh nói: "Tiểu Hồ Ly, ngươi thải bổ Tần huynh đệ sao? Sao lại gây đến vậy?" Hồ Linh Nhi vừa tức vừa vội, "Còn không thải đây, ngươi không nên nói lung tung, ngươi không thải, vậy thì ai thải?" Vệ Dung buồn bực nói, "Ta liền biết Tần huynh đệ vừa vào thành liền hỏi Thanh lâu ở nơi nào khẳng định là có vấn đề, quả nhiên thân thể chịu không nổi đúng không?" Tần Mục dở khóc dở cười, mời hắn ngồi xuống, Vệ Dung không khách khí với hắn kéo xuống một miếng cá lớn nếm thử vào miệng trơn không chám miệng suýt nữa ngay cả đầu lưỡi cũng trượt vào trong bụng không khỏi vừa mừng vừa sợ than thở một tiếng giọng ồm ồm nói mấy tháng nay ngươi không đi nghe giảng mấy vị quốc tử giám đều có chút khó chịu nói cái gì tiến sĩ thái học không học hoàng đế không nên thăng quan cho ngươi đúng rồi chuyện gì xảy ra với ngươi thế sao thân thể trở nên gầy như thế ta luyện công xảy ra sai sót suýt chút nữa mất mạng tần mục nói cũng may là phát hiện kịp thời hiện tại chính đang bù đắp lại Vệ Dung cười nói, lá gan của ngươi cũng lớn đấy, lại dám luyện công lung tung. Hiện giờ ta là sĩ tử thái học, ở phủ quốc công cũng có chút địa vị, ngươi cần đan dược gì, ta đến phủ quốc công lấy cho ngươi bồi bổ thân thể. Tần Mục lắc đầu, nói, chờ ta ăn xong con cá này thì thân thể liền có thể khôi phục lại, không cần phải dùng linh đan. Ngươi biết không, bà Sơn Tế Ti và Cố Đại Tế Ti nổi hướng đánh nhau, hai người ở ngoài kinh thành đánh đến máu me đầy đầu đầy mặt, ngay cả hoàng đế cũng bị kinh động, vệ dung đánh ở một cái no nê, nói, lão gia từ nhà ta đi khuyên can, còn có mấy quan nhất phẩm khác cũng đi khuyên bảo, lúc này mới khuyên được bọn họ. Vừa nãy ta ra ngoài hỏi thăm, có người nói hoàng đế gọi cả hai tới, mạnh mẽ gian dậy một trận, ta hỏi thăm xong tin tức rồi mới trở về chỗ người ăn trực. Trước khi người về, bá Sơn Tế Tử đã tìm tới ta, bảo là muốn mang ta đi ra ngoài rèn luyện, ta tính, vệ huynh, ăn cơm không nói chuyện, không bao lâu, tên thiếu niên hình tròn vệ dung này lại tròn thêm một vòng, thực sự ăn không vô, nhìn thấy tần mục còn đang ngoạ miếng thịt lớn, Từng miếng từng miếng cá tiến vào trong bụng hắn, vậy mà bụng của hắn không căng lên. Vệ Dung ngạc nhiên, đến khi nhìn thấy thân thể vừa khô vừa gầy của Tần Mục vậy mà phồng lên như là bị thổi, sờ một cái đều là bắp thịt thì không khỏi càng thêm kinh ngạc. Đến khi ăn xong cả con cá này, chỉ còn dư lại một bộ xương cá dài đến hơn ba trượng thì thân thể của Tần Mục đã khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ còn cường tráng hơn trước một phần, khiến Vệ Dung không ngừng hâm mộ. Cá ngon như vậy mua ở đâu thế? Vệ Dung thèm ăn, còn muốn ăn, chỉ là ăn không vô, hỏi ở kinh thành, ta chưa từng gặp qua con cá nào lớn như thế trong chợ, cũng chưa từng ăn con cá nào ngon như vậy, chắc chắn phải mua ở mấy chỗ cao cấp nhất." Tần Mục hờ hững nói. "Bắt trong Hồ Ngọc Long?" Vệ Dung trợn to tròng mắt, vội vàng hỏi, "Hồ Ngọc Long nào? Cái hồ của thái học viện chúng ta đấy?" Vệ Dung lạnh ngắt, run giọng nói, "Hồ Ngọc Long của thái học viện chúng ta? Con cá này là một trong những con ngư vương trong Hồ Ngọc Long kia sao?" Tần Mục nhìn Hồ Linh Nhi một chút, Hồ Linh Nhi gật đầu, nói, "Ta bảo Long Đại tìm bắt con cá lớn lớn." chính là bắt được con to nhất này sắc mặt vệ dung như đất thoáng nhìn trong sân đâu đâu cũng có lá sâu cành dâu rải rác run giọng nói vừa nãy ta nhìn thấy cây thượng tiến trong sĩ tử cư chỉ còn dư lại cái gốc lẽ nào cái cây dâu lớn kia gọi cây thượng tiến sao hồ linh nhi kinh ngạc nói cây còn có tên hả sắc mặt vệ dung tái nhợt run rẩy đi ra ngoài liền hồn bay phách lạc nói chém cây thượng tiến để nướng ngưu vương trong hồ ngọc long có mấy cái đầu cũng không đủ hoàng đế chém ta chưa từng tới nơi này chưa từng tới một con hồ ly tinh và một con sư tử đầu rồng đại náo Hồng Ngọc Long, không những tắm rửa trong hồ mà còn đánh ngươi một trận. Cố Ly Noãn mới vừa từ trong hoàng cung trở về thì đạo nhân trông coi Hồ Ngọc Long đã đến đây cáo trạng. Cố Ly Noãn không khỏi giật mình trong lòng, thất thanh nói: "Ngư Vương trong Hồng Long Lý cũng bị con sư tử đầu rồng kia bắt đi, hồ ly tinh, sư tử đầu rồng nhà ai mà to gan như vậy? Ta vừa nhậm chức mới chỉ được hơn tháng liền xảy ra việc này, là người nào muốn gây khó dễ cho ta sao?" Hắn còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, lại có người đến báo nói, đại tế ti, con hồ ly tinh mà tiến sĩ Thái học tần mục của sĩ tử cư nuôi trong nhà đã chặt cây thượng tiến để nướng cá, con cá kia, hình như là ngư vương của hồ Ngọc Long, bị nướng ăn rồi, giờ phút này, tiến sĩ Thái học tần mục và sĩ tử Thái học vệ dung chính đang thu dọn xương cá, cố gắng thủ tiêu chứng cứ, cố ly noãn không khỏi vừa mừng vừa sợ, cười nói, tiểu tử này, đang lo không có thủ đoạn bắt bí hắn, hiện tại có thể nói là hắn tự mình đưa tới cửa, chuyện này, đủ hắn mất đầu một trăm lần lần này cái con hàng bá sơn kia sẽ không còn gì để nói rồi chứ tinh thần hắn phấn chấn lập tức đứng dậy nói đi theo ta lập tức đi bắt người vật chứng nhân chứng đều bắt trực tiếp áp giải đến đại lý tự để đại lý tự khanh thẩm vấn nhất định phải chém đầu cả nhà hắn lại dâng một bản tấu trương vào cung bẩm báo việc này cái tên gọi là sĩ tử vệ dung kia cũng bắt đồng thời xét hỏi cố ly noãn cười nói mới vừa rồi ta còn nói là ai bắt ta mang giày nhỏ gây khó dễ bây giờ nhìn lại thì đôi giày này không nhỏ rất vừa chân đám người cố ly noãn xông vào sĩ tử cư đã thấy tần mục không ở trong nhà chỉ có một con hổ ly và một con long kỳ lân đang ngủ gật cố ly noãn đánh thức con long kỳ lân này nói tiểu tử họ tần chạy đâu rồi long kỳ lân ngẩng đầu liếc bọn họ một chút chậm gì gì nói mới vừa rồi còn ở đây người trong cung đến mời hắn đi rồi lẽ nào hoàng đế đã biết việc này nên mới kéo hắn vào trong cung sửa chém cố ly noãn cười ha ha trên người tiểu tử, tử này còn có thiếu bảo kiếm của ta sửa chém cũng là quá nhẹ cho hắn các ngươi còn ngươi ra đó làm gì bắt hồ ly và long kỳ lân lại ta vào cung gặp hoàng đế tận mắt xem tiểu tử này chết như thế nào dứt lời vội vội vàng vàng bỏ đi mấy vị tế ti và đạo nhân trông coi hồ ngọc long theo hắn đến vội vã điều khiển một dây xích khóa con long kỳ lân này lại hồ linh nhi muốn chạy cũng bị tóm lấy cố ly đoạn hấp tấp đi vào trong cung cầu kiến hoàng đế sau một lát thị vệ thông báo nói bệ hạ ở ngự hoa viên bảo cố đại nhân qua đó cố ly đoạn kinh ngạc chém đầu họ tần ở ngự hoa viên có thể thấy được là bệ hạ thật sự nổi giận hắn đi tới ngựa hoa viên chỉ nghe tiếng cười truyền đến cố linh noãn nghi ngờ không thôi đi tới trước mặt đã thấy duyên phong đế đang đỡ thái hậu nương nương phía sau có mấy viên quan đi theo tần mục ở phía sau bên trái của thái hậu nương nương không biết nói cái gì mà thái hậu nương nương nở nụ cười duyên phong đế thoáng thấy hắn khoát tay áo một cái cho hắn tiến lên hòa nhã nói ái khanh đến đây có việc gì cố ly noãn trần chờ một chút nói tần tiến sĩ dung túng một con long kỳ lân nhảy vào hồ ngọc long bắt ngư vương ăn hồ ngọc long là nơi lấy nước uống của hoàng gia hồng long lý càng là ngược thiện của hoàng gia tần tiến sĩ cả gan làm loạn đây là tội chết thần không dám giấu giếm bởi vậy đến đây bẩm báo bệ hạ lại có việc này duyên phong đế nhìn về phía tần mục bên cạnh hỏi tần ái khanh nói thế nào tiểu thần là dân nơi hẻo lánh không biết quy củ của kinh thành bởi vậy lỗ mãng tần mục nói vốn thần không biết hồ ngọc long là của hoàng gia cũng không biết cá trong hồ không thể ăn cảm giác sâu sắc tội lỗi nặng nề xin bệ hạ xử lý đây là tội chết duyên phong đế liếc hắn một cái nói tuy rằng trẫm rất thưởng thức người thế nhưng luật pháp chính là luật pháp người nói trẫm làm sao xử lý người cố ly noãn cười làm lành nói bệ hạ theo luật nên chém đầu cả nhà thái hậu nương nương cười nói hoàng đế ai ra cũng cho rằng tiểu thần y đáng chém duyên phong đế hơi run run cười nói sao mẫu hậu lại nói lời ấy thái hậu nương nương không nhanh không chậm đi về phía trước thản nhiên nói đương nhiên là đáng chém không chém tiểu thần y người trong thiên hạ làm sao biết hoàng đế quý cá mà không quý người không chém tiến sĩ thái học người trong thiên hạ làm sao biết hoàng đế quý nước mà không quý người chém hắn người trong thiên hạ mới biết hoàng đế bởi vì một ngụm nước một con cá giết thần y nổi tiếng khắp triều đình đã trị liệu rất bệnh tình cho ai ra mới biết được hoàng đế là hôn quân mà duyên phong đế cười ha ha phất tay nói cố đại nhân chỉ là việc nhỏ ngươi còn muốn làm phiền ta lui ra đi cố ly noãn kinh ngạc chuyện này lui xuống lui xuống duyên phong đế phất tay nói ngươi trông coi hồ ngọc long không tốt trẫm không chỉ tội ngươi dù sao thì ngươi cũng vừa mới đến thái học viện chuyện ngươi làm ngày hôm nay đã đủ cho trẫm đau đầu vậy mà lại đánh nhau với bá sơn tế ti một trận khiến trẫm mất hết thể diện nếu ngươi đánh thắng thì ngược lại cũng thôi ngươi lại còn không thấy bóng đại tế ti đánh không lại tế ti mặt mũi của trẫm đều bị ngươi vứt hết trở về tự xét lại mình đi tuân chỉ trong lòng cố linh oan oan ức không thôi đang muốn rời đi thì tần mục nói cố đại nhân hồ ly và con long kỳ lân nhà ta kia con xin không nên làm khó bọn họ cố ly noãn giật mình trong lòng chỉ nghe thái hậu nương nương cười nói cho hắn cũng không dám đúng rồi hoàng đế tiểu thần y trị liệu rất bệnh cho ai ra người vẫn chưa ban thưởng đấy mẫu hậu hắn đã là tiến sĩ thái học là quan lục phẩm không thể đề bạt nữa dù sao tuổi hắn cũng còn nhỏ chờ thêm mấy năm lại nói tránh cho triều thần nói chậm thiên vị hắn tiểu thần y người kể tiếp chuyện thú vị khi người còn bé cho ta nghe đi cố ly đã đi xa ra khỏi hoàng cung trở lại thái học viện một bụng khó chịu không chỗ phát tiết đạo nhân trông coi hồ ngọc long kia liền vội vàng tiến lên nói đại tế ti tên trộm đã bị xử chém chưa đều là ngươi nhiều chuyện trông coi cái hồ của ngươi cho tốt lại gây ra việc này làm hại ta phải xấu hổ cố ly noãn lườm hắn một cái quát lên thả con hồ ly và long kỳ lân kia ra trong lòng đạo nhân giữ hồ vạn phần oan ức không biết mình chọc hắn chỗ nào không thể làm gì khác hơn là thả hồ linh nhi và long kỳ lân ra nói đại tế ti chúng ta đã phái người đi lùng bắt vệ dùng chỉ là vệ dung theo bá sơn tế ti bá sơn tế ti không cho chúng ta bắt người ngài xem việc này vệ dung có lai lịch gì gia tộc vệ quốc công rảnh rỗi sinh nông nỗi hả bên trong ngựa hoa viên thái hậu nương nương nói chuyện với tần mục một lát tần mục lại bắt mạch cho bà kê thêm mấy toa thuốc phụ nói thái hậu nương nương khôi phục rất tốt không để lại mộng họa tốt thái hậu nương nương cười nói làm phiền tiểu thần y tần mục đứng dậy xin cáo lui xuyên phong đế cười nói ái khanh khoan đã trẫm có mấy lời muốn nói với ngươi tần mục dừng bước xuyên phong đế đi tới bên cạnh hắn phất tay để thái giám thị vệ và cung nữ lui ra hướng về phía ngoài ngựa hoa viên đi ra cười nói tiến sĩ thái học của trẫm thiên giáo chủ của ma giáo vứt bỏ dân của đại khư đệ tử của học diện độc vương thân phận của tần ái khanh có chút nhiều đấy tần mục hơi run run bước chân bất giác chậm lại quốc sư duyên khang có thể biết hắn là giáo chủ của thiên ma giáo thì đương nhiên duyên phong đế cũng có thủ đoạn để biết duyên phong đế đã đi xa quay đầu lại cười nói ái khanh vì sao không đi theo tần mục bước nhanh đuổi tới cười nói bệ hạ hồng phúc đầy thiên duyên phong đế cười ha ha nói thiên ma giáo là đệ nhất đại phái ma đạo đệ nhất thánh địa giáo chủ trở thành môn sinh thiên tử trẫm quả thực hồng phúc đầy thiên nhưng có thể là hồng phúc đầy thiên cũng có thể là cái họa tâm phúc tần ái khanh ngươi cảm thấy là hồng phúc hay là đại họa tâm phúc tần mục mìm cười nói bệ hạ nếu đạo chủ đạo môn quy hàng bệ hạ bệ hạ sẽ phong cho hắn chức quan gì duyên phong đế nghiêm nghị nói đạo chủ đạo môn người cầm đầu chính đạo trong thiên hạ trẫm phong hắn làm chính nhất phẩm để hắn xưng vương đời đời thừa kế tần mục lại nói nếu như lai đại lôi âm tự quy hàng bệ hạ bệ hạ sẽ phong hắn chức quan gì duyên phong đế nói như lai đứng đầu phật đạo nếu hắn chịu vào triều làm quan trẫm phong làm chính nhất phẩm cho hắn làm tổ tần mục nói ba thánh địa lớn của duyên khang tông chủ của đạo môn và đại lôi âm tự thì hoàng đế phong bọn họ làm chính nhất phẩm xưng vương làm tổ thiên thánh giáo cũng là thánh địa mà giáo chủ của thiên thánh giáo chủ động quy hàng bệ hạ bệ hạ lại phong cho cái lục phẩm nhỏ nhoi hơn nữa còn chất vấn là hồng phúc hay là đại họa tâm phúc chẳng phải là để trung thần nghĩa sĩ thất vọng sao duyên phong đế hơi run run vuốt cằm nói coi như người nói có lý tuy nhiên trẫm lại không thể lập tức thăng quan cho ngươi tuổi ngươi quá nhỏ lập tức thăng quan sẽ khiến cho người khác chỉ trích hơn nửa còn có thể đoán ra thân phận của ngươi tần mục nói phải duyên phong đế trầm mặc chốc lát nói Trẫm biết người và cố linh noãn có khoảng cách cũng biết người lấy đi thiếu bảo kiếm của hắn người là thiên giáo chủ của ma giáo lòng dạ cần rộng lượng hơn không nên lúc nào cũng gây khó dễ cho hắn hắn là người chậm đặt vào thái học viện người làm hắn khó xử chậm cũng ái náy tần mục có chút oan ức bệ hạ thần nào dám gây khó dễ cho hắn duyên phong đế như cười như không nói hôm nay không phải người đã gây khó dễ cho hắn khiến hắn tiến thoái lưỡng nan sao người có thể yên tâm nói về gan to bằng trời không người nào dám nói có thể vượt qua quốc sư trẫm dám dùng hắn cũng dám dùng ngươi ngươi không cần nghi ngờ gì trong lòng được rồi ngươi có thể lui tần mục đi ra hoàng cung chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái thở hắt một hơi hoàn toàn thanh tĩnh lại quốc sư duyên khang biết thân phận thật sự của hắn nếu duyên phong đế không biết thì hắn sẽ có chút bận tâm hiện tại hoàng đế và quốc sư đều biết trái lại liền an toàn không cần phải lo lắng hai ông chủ này xuống tay với hắn hơn 10 ngày sau căn phòng phía tây của tần mục chất đầy đại phong tệ đổi lấy từ long tiên Bá sơn tế tim mang theo vệ dung và thế tử mẫn nguyệt ra ngoài rèn luyện đến căn phòng đó ôm mấy túi tiền đi mất tần mục cũng không để ý lắm dù sao cũng giàu nứt đổ đổ vách mấy ngày nay cứ rảnh rỗi là hắn luyện chế linh đan xích hỏa cùng một loại linh đan bổ sung tinh thần khác bởi vì luyện chế loại linh đan này thì hắn dùng thủ pháp của phật môn nên khi linh đan luyện thành sẽ chuyển ra phật âm bởi vậy tần mục gọi loại linh đan này là linh phật đan những ngày qua hắn đều đi nhà kho mua thuốc hầu như mua sạch mấy chục loại dược liệu gần đây nhất thái học viện có một đợt rèn luyện quy mô lớn chọn lựa sĩ tử ra tiền tuyến do quốc tử giám các điện dẫn đám sĩ tử đi tới tiền tuyến dẹp yên phản loạn tần mục cũng bị cố ly noãn chỉ đích danh nhất định phải đưa hắn ra tiền tuyến hơn nữa bởi vì tần mục là tiến sĩ thái học chức quan lục phẩm đãi ngộ hầu như ngang ngừa quốc tử giám vì lẽ đó cố ly noãn giao cho tần mục mấy tên sĩ tử để hắn mang đội bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube gì các phim mấy vị sĩ tử này đều là sĩ tử cảnh giới ngũ diệu bên trong sĩ tử cư, sức chiến đấu không bao nhiêu, thực lực tu vi kém thần thông giả của thần thông cư không biết bao nhiêu. Trong tiểu đội của tần mục này, ngoại trừ hắn là tiến sĩ thái học thì không có quốc tử giám, lý do của cố ly noãn chính là tần mục là tiến sĩ thái học, chức quan cao, nên phải tự mình mang một đội sĩ tử. Mấy vị sĩ tử bị phân phối cho tần mục, tuy rằng đều là trải qua tuyển chọn là nhân vật hàng đầu bên trong sĩ tử cư, nhưng so với sĩ tử được chọn lựa từ hoàng tử uyển thần thông cư vậy thì kém xa tích tắc bên trong thái học viện cường già như rừng người có bản lĩnh mạnh mẽ còn nhiều cố ly noãn để tần mục mang đội rèn luyện hiển nhiên là việc công trả thù riêng mấy vị sĩ tử theo tần mục đi tới tiền tuyến rèn luyện cũng đều là người quen thẩm vạn vân hòa thượng vân khuyết việt thanh hồng mang theo lang nô tư vân hương còn có tần ngọc tuy nhiên tần ngọc là con cháu của tần gia ở kinh thành bối cảnh thâm hậu tìm đến cố ly noãn nói một tiếng liền rời khỏi đội ngũ của tần mục đến một đội ngũ khác do quốc tử giám dẫn dắt tách khỏi cái tiểu đội chết chóc này của tần mục tần mục luyện xong một lò linh đan xích hỏa vạn vặn eo mấy ngày nay hắn đều luyện đan tránh cho đến tiền tuyến long kỳ lân không có gì ăn chưa rảnh đi gặp mấy vị sĩ tử kia hòa thượng vân khuyết tìm đến mấy người thẩm vạn vân việt thanh hồng thương nghị lần này đại tế ti để tần tiến sĩ mang chúng ta rèn luyện hơn nữa lại là đi nơi phản loạn phòng chừng là một đi không trở lại chắc chắn phải chết trong đội ngũ của chúng ta liền một tên thần thông giả đều không có thẩm vạn vân lắc đầu nói có mấy người nhìn về phía hắn thẩm vạn vân lạnh nhạt nói mấy ngày nay ta vẫn áp chế cảnh giới các người có thể yên tâm bất cứ lúc nào ta cũng có thể đột phá trở thành thần thông giả dạ cảnh giới lục hợp việt thanh hồng nói ta nghe nói những giáo phái phản loạn này đang tập trung về phía nam muốn hoàn toàn loại bỏ thế lực của duyên khang quốc ở phía nam có rất nhiều thế lực tông phái nguyên bản hoạt động gần kinh thành hiện tại đều không thấy bóng dáng chẳng hạn như ngự long môn đã di chuyển đến phía nam rồi hiện tại phía nam dũng giang đã hoàn toàn là lãnh địa của phản quân các môn các phái phản loạn tụ tập ở nơi đó thần thông giả nhiều cỡ nào chứ một mình thần thông giả như ngươi cũng không có nửa chút tác dụng thẩm vạn vân cao mày tần tiến sĩ từng trải giang hồ quá ít hắn mới bao tuổi trải qua mấy lần giang hồ chứ để hắn dẫn dắt chúng ta lành ít giữ nhiều cho dù ta có tu vi thực lực cao đi nữa cũng không thể làm gì từ sư muội ngươi vẫn không nói gì ngươi có ý kiến gì không tư vân hương ngượng ngùng cười không nói gì mọi người trầm mặc không nói hòa thượng vân khuyết than thở hay là đi vào thiên lục lâu lựa chọn một hai môn thần thông thoát thân đi, nói không chừng có thể dùng đến. Cuối cùng cũng đến ngày xuất phát, trước thái học điện, mấy trăm vị sĩ tử tập hợp, từng vị quốc tử dám kiểm tra đội ngũ của mình, sau đó từng chiếc từng chiếc lâu thuyền bay tới, hạ xuống trước thái học điện, từng quốc tử dám mang đội leo lên lâu thuyền dành cho mình. Tần tiến sĩ, các người không thuê một chiếc thuyền sao, cố ly nãn đi tới, cười híp mắt nói, lần này đường xá khá xa, nếu đi tới mà nói phải mất thời gian mười mấy ngày, ngươi là tiến sĩ thái học, sẽ không phải vì chút tiền này mà không nỡ lòng bỏ ra chứ tần mục khí định thần nhàn cười nói làm phiền đại tế ti quan tâm ta vô cùng thừa tiền vì lẽ đó bỏ ra giá cao thuê một chiếc tàu nhanh rất nhanh liền đến lò luyện trên chiếc thuyền này là ta luyện nên rất nhanh đám người thẩm vạn vân liếc mắt nhìn nhau thầm nghĩ quả nhiên là cao kiệt lò luyện đều là tự mình làm đoán chừng là một chiếc thuyền nhỏ tuy nhiên hắn vậy mà biết luyện khí hắn chưa từng đi thần công điện học được luyện khí ở đâu bên trong thái học viện có thần công điện chính là dạy luyện khí luyện bảo, quốc tử giám của thần công điện đồng thời cũng nhậm chức tại triều đình, giám sát xưởng chế tạo thuyền, chỉ huy xưởng chế tạo võ bị đều là quốc tử giám của thần công điện đảm nhiệm những chức vụ quan trọng. Từ khi Tần Mục tiến vào Thái học viện tới nay thì chưa từng đến thần công điện lần nào, không thể học được kiến thức rèn đúc. Qua không lâu, từng chiếc từng chiếc lâu thuyền bay lên, từng cái bay ra xa Thái học viện, đám người hòa thượng Vân Khuyết chờ đến sốt ruột, đột nhiên chỉ thấy một chiếc lâu thuyền rách rách, rách dưới dưới loạn tròa loạn trọng từ trên không trung bay tới lảo đảo rơi vào trước thái học điện thuyền của chúng ta đến rồi tần mục cười nói đám người thẩm vạn vân vân khuyết việt thanh hồng cao chặt mày chỉ thấy chiếc thuyền này đã thủng trăm ngàn lỗ hở khắp nơi hơn nữa cột buồm cũng bị chém đứt liền cánh buồm cũng mất tiêu trên lâu thuyền xuất hiện một người trung niên cánh tay để trần khuôn mặt hung ác vừa nhìn liền biết không phải hạng người tốt lành gì toàn thân đều lành xăm vẫy tay với tần mục cười ha ha nói tần lão đệ đến muộn đến muộn rồi tần mục mang theo hồ linh nhi và long kỳ lân đi lên phía trước cười nói chậm một hai ngày cũng không có vấn đề gì chiếc thuyền này sao thế lần trước lúc ta thấy nó vẫn còn lành lặn mà vì sao mới mấy ngày liền hư hao như vậy đừng nói nữa chạy chuyến làm ăn lại đụng tới đám đàn bà thối của tam kỳ bảo thả côn trùng hại ta tốc độ của ta quá nhanh đụng vào đám côn trùng suýt chút nữa đánh bảo thuyền của ta thành cái sàng phạm vân tiêu nhìn đám người thẩm vạn vân một chút cười hắc hắc nói mấy vị sĩ tử tương lai làm quan nhất định phải chiếu cố tiểu hào nhiều chút gần đây bọn ta đã hoàn lương vân khuyết lầm bầm nói chiếc thuyền này rách nát như vậy sẽ không vừa bay đến không trung liền vỡ tan chứ tần mục cũng có nghi ngờ này chiếc thuyền trộm truy vân này thực sự quá nát một bộ dạng lúc nào cũng có thể tan vỡ sẽ không sẽ không phạm vân tiêu cực kỳ bảo đảm dùng sức vỗ vỗ bộ ngực anh em trên tiểu hào đã sớm dùng phù văn củng cố thân tàu cực kỳ vững chắc tần lão đệ rảnh rỗi chế tạo dùng ta một chiếc thuyền thép được không người giúp ta luyện thêm hai cái lò luyện dùng sắt tốt chế tạo thân thuyền chứ thực sự thì gỗ có chút dễ vỡ tần mục suy tư nói vậy cần giá cao riêng huyền thiết cũng giá trị không nhỏ quý hảo có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao hơn nữa người có bản vẽ sao phạm vân tiêu dùng sức xoa tay nói những năm này ta cướp bóc khắp nơi phi phi làm ăn khắp nơi tích góp được không ít tiền toàn bộ của cải tính gộp lại hẳn là có thể rèn đúc một chiếc thuyền thép còn bản vẽ vậy thì không dễ làm mấy vị mời lên thuyền sau khi lên thuyền chúng ta bàn lại mọi người leo lên chiếc thuyền này việt thanh hồng nhìn xung quanh thuyền viên trên thuyền đều lành xăm toàn thân hung thần ác sát có tên còn có vết đào thật dài trên người có tên thiếu mũi thiếu mắt một thân sát khí vừa nhìn liền biết không phải là người tốt chiếc thuyền rách này chậm rãi bay lên như là con bò già chậm gì gì kéo theo một cái xe nát chạy ra phía ngoài kinh thành mọi người thấy tình hình này càng thêm cúi đầu ủ rũ thẩm vạn vân thấp giọng nói những người trên chiếc thuyền này đều không phải là người tốt là hung đầu vào nhà cướp của, thực lực cực cao, hơn nửa đều là thần thông giả. Tần tiến sĩ ít ít từng trải giang hồ, phòng chừng là chúng phải mưu kế của đạo tạc, trên đường chúng ta nhất định phải cẩn thận, tránh cho bị bọn họ đánh cướp. Hắn vừa mới nói tới chỗ này thì chiếc thuyền rách đột nhiên tăng tốc, phát ra tiếng rít thê thảm, phá không mà đi, rung động dữ dội truyền đến, tốc độ thuyền rách vượt qua âm thanh, chớp mắt là tiến vào bên trong miền đất hứa, mấy thùng dựa trên thuyền bị quật bay ra ngoài, bị không khí đập nổ tung giữa không trung mọi người vội vàng ổn định thân thể ngơ ngác nhìn chung quanh chỉ thấy chiếc thuyền rách này rất nhanh liền vượt quá từng chiếc từng chiếc lâu thuyền gọn gàng đã bay được nửa ngày bỏ rơi những lâu thuyền này ở phía sau sang lắc tốc độ của thuyền rách này nhanh không thể tưởng với tốc độ này thì chỉ một hai ngày là liền có thể đến dũng giang tần mục đã sớm không cảm thấy kinh ngạc dù sao lò luyện đan chính là do hắn luyện không đến mức kinh ngạc không có chuyện gì không có chuyện gì không vỡ được phạm vân tiêu an ủi mọi người nói ta vốn cho là sẽ vỡ tan tuy nhiên chờ mấy chuyến khách vẫn không tan vỡ lần này chắc cũng không vỡ được phù một khối bong tàu bị cuồng phong bóc ra ào 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 bay về phía sau phạm vân tiêu tràn đầy tự tin nói yên tâm không rơi được lão nhị khiêng một tấm ván tới khiêng thêm một tấm lại thổi bay một tấm rồi yên tâm yên tâm ta có kinh nghiệm đột nhiên lâu thuyền chạy qua một màn mưa nơi đó chính đang mưa chiếc thuyền này xuyên qua màn mưa như chút nước toàn thân phạm vân tiêu rực rỡ sắc màu đâu đâu cũng có màu sắc hồ linh nhi cả kinh kêu lên lão tiêu hình xăm của ngươi bị mưa tạt mất những tên trộm khác trên thuyền trộm truy vân cũng bị dội khiến cho hình xăm trên người đều chảy ra có một tên thuyền viên kêu lên đại ca vết sẹo của ta bị mưa dội mất phạm vân tiêu cũng có chút lúng túng nói đợi sau khi xuống thuyền tìm họa sĩ vẽ lại cho chúng ta tuy nhiên chúng ta đều hoàn lương hình như không cần lại vẽ hình xăm lão nhị bỏ chủ mắt của ngươi xuống ngươi xem đều dọa sợ mấy vị sĩ tử thuyền phó lấy chủ mắt xuống lộ ra con mắt hoàn hảo hòa thượng vân khuyết lẩm bẩm nói bộ dạng mấy tên thổ phỉ này dường như có chút không quá đáng tin tần mục lại rất quen thuộc với đầu lĩnh thổ phỉ lấy ra một quyển toán kinh nhờ phạm vân tiêu giảng dài hồ linh nhi thì lại tìm một cái khăn trà lên đầu rồng trên lưng phạm vân tiêu một chút lập tức đầu rồng biến mất hồ ly đừng nghịch phạm vân tiêu khoát tay áo một cái hồ linh nhi bĩu môi ta còn tưởng rằng lành xăm thật sự hóa ra là đồ vẽ phạm vân tiêu cười gượng hai tiếng lung túng nói cái kia đau cỡ nào chứ thân thể da tóc thuộc về cha mẹ sao có thể vẽ linh tinh chứ tần mục nói phạm sư huynh mấy cái chục trăm ngàn vạn trong thái huyền toán kinh này đều dễ nói thế nhưng ước triệu kinh cai tỷ nhương câu giàn chính tài cực những chữ số này không khỏi cũng quá lớn dùng để tính toán cái gì cần con số lớn như vậy sao ta cũng đã từng hỏi đạo chủ đạo chủ nói là dùng để tính toán vô lượng phạm vân tiêu nói giữa vạn và ức là những hệ thống hàng vạn 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 là ức sau ức là hệ thống hàng ức tỷ tỷ là triệu trăm tỷ tỷ là kinh ức kinh là cai ngoài ra còn có phép chia không hết số lượng sau đó chính là dùng phân ly hào tia hốt vi tiêm sa bụi ai miểu mạc mô hồ thân tuần tu du thuấn tức đạn chỉ sát na lục đức không hư thành tĩnh dùng chính là mười thoái vị phân là một phần mười ly là một phần trăm, cứ thế mà suy ra. Tần mục kinh ngạc, nói, vậy không hư, thanh tịnh lại là dùng để tính toán cái gì, dùng để tính toán hạt nguyên khí căn bản nhỏ nhất. Phạm Vân Tiêu nói, phần đạo kiếm thứ 14, cần khắc phủ văn trận pháp trên hạt nguyên khí căn bản nhỏ nhất, tính không ra thì không cách nào luyện thành. Tần mục ngơ ngác, nhìn Thái huyền toán kinh một chút, hơi đau đầu, người rèn đúc các loại bảo vật cũng cần dùng đến những phép tính này, sai một ly đi ngàn giảm. Tần mục nói phải, khen, trình độ thuật số của đạo môn thực sự là phi phàm hắn khiêm tốn học hỏi phạm vân tiêu biết gì nói nấy phạm vân tiêu đã luyện thành phần đạo kiếm thứ năm trình độ thuật số cũng cực cao thuyền trộm truy vân bay một ngày rưỡi cuối cùng cũng đến dũng giang đi tới nơi đóng quân bên cạnh bờ sông vùng ven sông phủ lệ châu đã được trọng binh canh gác doanh trại đại quân nối liền hơn 200 thủy trại quân mã đông đảo bọn họ đi tới nơi này thì một trận ác chiến đã đến hồi kết thúc trên mặt sông từng chiếc từng chiếc lô thuyền dàn hàng ngang có thuyền đã bị đánh vỡ cột buồm và bong thuyền bốc cháy khói đặc cuồn cuộn tỏa ra trên mặt sông trôi nổi từng bộ từng bộ thi thể trên lâu thuyền có binh sĩ đang răng lưới đánh cá vớt thi thể dùng móc kéo thi thể treo ở đuôi thuyền chuẩn bị mang lên bờ trôi lấp tần mục mở ra thanh tiêu thiên nhãn nhìn về bờ sông bên kia bờ bên kia có một tòa thành tàn tạ còn có chiến đấu lẻ tẻ bởi vì trong thành vẫn còn có thần thông bùng phát ra đủ loại ánh sáng tuy nhiên quy mô chiến đấu đã rất nhỏ hẳn là quân đội duyên khang quốc đang tiêu diệt kẻ địch trong thành phạm vân tiêu dừng lâu thuyền lại chậm rãi hạ xuống quân doanh có tướng sĩ bay lên lâu thuyền tra hỏi biết được là sĩ tử thái học viện thì lập tức vung cờ để những người bắn tên phía dưới hạ cùng tên xuống lâu thuyền hạ xuống trong quân doanh còn mắt phạm vân tiêu một đen một trắng nhìn về chiến đấu lẻ tẻ phía bờ bên kia liếc đám người thầm vạn vân vân khuyết một chút lắc đầu nói tần lão đệ mấy tên sĩ tử này chỉ có thể gây phiền phức cho người không giúp được gì chiến đấu quy mô lớn mấy tên sĩ tử các ngươi đây căn bản không phái huy được công dụng rất khó bảo toàn mạng sống ta đi đây chờ ta kiếm đủ huyền thiết và bản vẽ bảo thuyền lên tới tìm ngươi dứt lời liền bảo đám cướp trên thuyền khởi động lò luyện đan nghênh ngang rời đi đám người vân khuyết bị đả kích thẩm vạn vân cười lạnh nói thực lực của người này không tồi thế nhưng ánh mắt rất có vấn đề một vị tướng lĩnh đi tới hỏi là sĩ tử thái học viện phải không tần mục gật đầu nói thiếu doãn phủ lệ châu ngu huyên sơ vũ có ở tiền tuyến hay không làm phiền thông báo một tiếng nói tần mục huyện đê giang cầu kiến vị tướng lĩnh kia kinh ngạc không dám thất lễ vội vã rời đi qua không lâu chỉ nghe tiếng giáp trụ va chạm truyền đến mọi người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một nữ tướng quân khoác áo giáp cắp một cái mũ giáp dưới nách đi tới tư thế oai hùng dáng dấp cũng cực đẹp mày phấn mùa đỏ khiến người ta nhìn một lần là khó quên chắc nàng mới từ chiến trường trở về trên người còn có vết máu hóa ra là cậu em tần mục ánh mắt ngu huyên sơ vũ rơi vào trên người tần mục con người sáng ngời cậu bé mấy tháng trước mới từ huyện đê giang đi ra ngoài kia hôm nay đã có thành tựu như sấm động ta nghe anh ta nói về chuyện của ngươi hiện tại ngươi cũng coi như nổi bật hơn mọi người trong lòng ta cũng cao hứng dùm ngươi tỷ tỷ cứ đùa tần mục thẹn thùng nói trước đây gà tỷ tỷ không có nói là ta tới từ đại khư ngu huyên sơ vũ nói người đi rồi ta vẫn còn suy nghĩ huyện đê giang có tần gia nào mà có thể dạy dỗ con cháu xuất sắc như thế sau đó anh trai ta truyền tin lại nói tới ngươi hóa ra là đến từ đại khư đám người vân khuyết việt thanh hồng khiếp sợ trong lòng Phủ Lệ Châu là điểm dừng chân của toàn bộ sĩ tử thái học ra ngoài rèn luyện, không nghĩ tới tần mục vậy mà quen biết với thiếu doãn Phủ Lệ Châu. Quan lớn của những địa phương cỡ này, bản thân chính là tướng soái một vùng, hơn nữa lai lịch của Ngu Nguyên Sơ Vũ cũng không tầm thường, chính là công chúa của Ngu Nguyên Quốc năm xưa, mà một vị thái tử Ngu Uyên Quốc khác đó là Ngu Nguyên Xuất Vân, làm đại tướng quân ở Kinh Thành. Rõ ràng tần mục chỉ là vứt bỏ dân đến từ đại khư, làm sao sẽ dính líu quan hệ cùng Ngu Nguyên Sơ Vũ, Sơ Vũ tỷ tỷ, thì tiên giáo sao rồi? tần mục hỏi thì tiên giáo đã bị ta dẹp yên nhưng còn có chút dư nhiệt đào tẩu đi tới nam cương ngu huyên sơ vũ mang theo bọn họ đi lên trên tường thành nói hiện giờ nam cương là nơi các đám phản quân tụ tập còn có các môn phái tạo phản thế lực hỗn tạp các thành trì ven sông cũng đã đóng quân nghiêm phòng tử thủ ít ngày nữa liền đánh vào nam cương chỉ là nước nơi này quá sâu thế cục trước mắt còn không rõ ràng nước quá sâu tất cả mọi người đều ngẩn ra ngu huyên sơ vũ mỉm cười thời đại hiện nay ngươi biết ai là trung ai là gian sao chẳng hạn như ta ta là công chúa của ngu uyên quốc đã mất các ngươi ai biết sau một khắc ta sẽ không phản trên trán đám người thẩm vạn vân bốc lên mồ hôi lạnh rất lo lắng vị nữ tướng quân oai hùng hiên ngang này trong chớp mắt tiếp theo liền trở mặt giết người tuyên bố tạo phản ngu uyên sơ vũ lạnh nhạt nói triều đình và thời đại lúc trước liên hệ quá chặt chẽ quốc sư muốn dựa trên cơ sở này sáng tạo ra một thời đại hoàn toàn mới thế nhưng ông ta có thể dùng thường thường đều là thế lực của thời đại trước thời đại mới của ông không cách nào hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của thời đại trước, vì lẽ đó ai biết tông phái nào, quyền thần nào sẽ làm phản tiếp đây. Hòa thượng Vân Khuyết Du lập cập nói, thế nhưng thiếu doãn đại nhân sẽ không làm phản, đúng không? Ngu huyên sơ vũ nhìn hắn một chút, trên mặt lộ ra nụ cười làm người không rét mà run, nhẹ giọng nói, người đoán đi, đoán đúng người có thể không chết, sắc mặt vân khuyết như đất, tè ra quần, quan lớn cỡ như ngu huyên sơ vũ đã hình thành nên một loại khí thế, nàng tuy là con gái, thế nhưng sắc mặt phát lạnh cũng có thể làm cho người ta sợ đến tan vỡ ngu huyên sơ vụ khẽ cười một tiếng gọi một vị tướng lĩnh lại dặn dò một câu tướng lĩnh kia lập tức điều binh khiển tướng điều đến một nhánh đại quân hơn ngàn người ngu huyên sơ vũ đi xuống tường thành cất bước đi trên mặt sông phía sau hơn ngàn vị tướng sĩ cũng cất bước đi tới chân đạp mặt sông tiến về phía bờ bên kia tần mục đuổi theo nàng bước chân rơi vào trên mặt sông nguyên khí bắn ra lòng bàn chân vững vàng nâng hắn lên cười nói tỷ tỷ không cần phải dọa hắn mấy người thẩm vạn vân cũng vội vàng đuổi theo đến từng người khống chế nguyên khí không để cho mình chìm vào trong nước bọn họ có thể chạy trên mặt nước thế nhưng cất bước không nhanh không chậm trên mặt nước liền có chút vất vả ngoại trừ cần điều khiển nước còn cần tu vi nguyên khí hùng hồn ngu uyên sơ vũ nhiều hứng thú hỏi để không cho là ta sẽ làm phản triều đình sao tần mục lắc đầu bởi vì bản thân trận phản loạn này chính là cái bẫy để quốc sư quét sạch triều chính tỷ tỷ là người thông minh nhìn rất chuẩn nếu tỷ tỷ ngốc một chút thì đã sớm làm phản chứ sẽ không chờ đến hôm nay ngu huyên sơ vũ cười nói người nói đúng mà cũng không đúng sở dĩ ta không phản cũng không phải đơn thuần bởi vì ta đủ thông minh không ít người đến đây khuyên ta làm phản đều đầy tự tin mà đến cho rằng nhất định có thể làm cho ta tạo phản tuy nhiên bọn hắn đều đoán sai rồi cái mà gia tộc ngu huyên ta coi trọng cũng không phải là ngôi vị hoàng đế mà là bách tính của ngu huyên năm đó lúc ngu huyên quốc vẫn còn thì duyên khang quốc đã lớn mạnh lúc nào cũng có thể đánh tới Cha ta biết nếu như khai chiến, chắc chắn nước mất nhà tan, mà quốc sư tiến vào ngu uyên, bàn luận cùng cha ta, lúc đó văn võ bá quan đều có mặt, nói đến chính là trị quốc và dân sinh, ta và anh ta cũng ở trên triều. Sau đó, chúng ta thất bại, sắc mặt nàng bình tĩnh, nói, dù là đạo trị quốc hay đạo dân sinh đều thất bại thảm hại, tâm phục khẩu phục, cha ta rời bỏ ngôi vị hoàng đế, để anh trai ta kế nhiệm, anh trai ta không nhận, truyền ngôi cho ta. Ta, nàng lộ ra vẻ tươi cười không biết là tự diễu hay là cười thật, ta nói với quốc sư Duyên Khang, trị quốc ta không bằng ngươi, dân sinh cũng không bằng ngươi, như vậy ngu uyên quốc liền giao cho ngươi. Nếu việc trị quốc và dân sinh của ngươi không thể làm ta thỏa mãn, tương lai ta liền phản ngươi, quốc sư đồng ý, để ta thống trị ngu uyên, cũng chính là lệ châu hiện tại. Thì ra là vậy, mọi người bỗng hiểu ra, Hồ Linh Nhi kinh ngạc nói, tỷ tỷ, nguyên lai ngươi còn là một vị nữ hoàng đế đấy, ngu uyên sơ vũ cười nói, nữ hoàng đế cũng đã làm một ngày, không có gì vui nếu ngươi muốn làm hoàng đế tùy tiện tìm một chỗ tự lập làm là được đơn giản chỉ là vấn đề cai quản nhiều người hay ít người mà thôi nàng nhìn về khói và lửa cuồn cuộn trên mặt sông thu hồi ánh mắt hướng về đám người thầm vạn vân cười nói các ngươi có thể đi theo cậu em này thật là may mắn của các ngươi bản lãnh của hắn rất không tầm thường việt thanh hồng và vân khuyết hai mặt nhìn nhau không biết vị nữ tướng quân này từ đâu mà nhìn ra bản lĩnh của tần mục bất phàm ngu huyên sơ vũ nhớ tới đám hồng thi trùng đầy khắp núi đồi tìm thấy ở phía bắc huyện hồ dương ngoại trừ hồng thi trùng còn có một bộ xương khô máu thịt trên thi thể kia đã biến mất chỉ còn lại xương và quần áo từ trên quần áo đã phân biệt ra được là một vị cao thủ của thi tiên giáo tuy không nhìn ra được vị cao thủ thi tiên giáo này là ai thế nhưng từ thủ đoạn và số lượng thi trùng hắn điều khiển đến xem thì chỉ sợ tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới thất tình thi tiên giáo sở trường về dụng thi thể và chất độc cảnh giới tu vi cũng không cao lắm thế nhưng đánh nhau cùng thi tiên giáo mặc dù tu vi và sức chiến đấu cao hơn bọn họ cũng rất khó vượt qua bọn họ vậy mà vị cao thủ thi tiên giáo này lại trúng độc mà chết mà độc chết hắn chỉ e chính là cậu em tướng mạo trung hậu thành thật bên cạnh mình đây lúc đó cu cậu này liền gạt cả mình còn cấp cho cậu ta giấy đi đường giới thiệu hắn đến kinh thành trong lòng ngu huyên sơ vũ đám người thẩm vạn vân có thể đi theo tên nhóc giả hoạt như vậy ra ngoài rèn luyện thậm chí còn muốn an toàn hơn đi theo quốc tử giám cho nên mới nói đó là may mắn của mấy người thẩm vạn vân đến đối diện tòa thành bên kia sông đã bị đánh cho tường thành sụp xuống không biết bao nhiêu người tử thương Ngu Huyên sơ vũ dẫn quân tiến vào trong thành, nói, ta mới vừa nói nước sâu, ngoại trừ nguyên nhân kia dùng người của thế lực cũ, còn có một nguyên nhân nữa, các ngươi xem, ta đánh hạ huyện lộc cũng không tốn sức, rất dễ dàng liền công chiếm nơi này, phản quân không khỏi quá yếu chứ, tần mục hơi run run, dụ địch thâm nhập, không chỉ là dụ địch thâm nhập, mà là cáo già đều không nhúc nhích, ánh mắt Ngu Huyên sơ vũ lấp lóe, Ba lão quái vật đánh quốc sư bị thương kia đến giờ chưa hề xuất hiện, e rằng lão quái vật thời đại trước không chỉ có ba người bọn họ ly tình cung chủ cửu điệp y ba vị bảo chủ tam kỳ bảo thượng thư đại hành đài làm phản còn có long vương của ngự long môn cùng với cường giả cấp giáo chủ khác một người cũng chưa hiện thân những giáo chủ tông chủ môn chủ to to nhỏ nhỏ khác đều rất yên tĩnh hơn nữa nàng thấp giọng nói ai biết là thời đại trước có còn thần linh sống sót hay không tần mục liên tục dùng mình mấy cái mấy người thẩm vạn vân cũng sờn cả tóc gái ngu huyên sơ vũ hiển nhiên biết rất nhiều chuyện của thời đại trước nhưng không có nói nhiều các người yên tâm những lão quái vật này sẽ không dễ dàng đối phó bọn tiểu bối như các người mục tiêu của bọn họ là quốc sư là qua nhất phẩm trong triều chiếm giữ huyện lộc chính là một môn phái không lớn hơn thi tiên giáo bao nhiêu gọi là cửu u môn huyện lộc mới vừa dẹp yên còn có chút dư đảng của cửu u môn bỏ chạy ta giao các ngươi một công việc nhẹ nhàng tiêu diệt dư đảng mắt nàng sáng ngời rơi vào đám người tần mục nói cửu u môn giỏi về giả thần giả quỷ nói là có thể mời quỷ thần tới trợ chiến các ngươi sớm chuẩn bị trước một chút để các sĩ tử khác chạy đến là các người đi tiêu diệt bọn họ kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người